con trúng quá. Cái hồn béo đi ngủ sớm à. Nó xong rồi. Cô thì rồi sáng nhận hết có sọc điện thoại tôi vô về phòng tôi giờ đi đâu không thấy vô trộn mà hết. Bà hóa. Bà quá. Nó xong rồi nhìn xấu không đây. Nó xong rồi là nhìn tái rồi sao nó kỳ không? Nó xong rồi với nó khác không? Nó xong rồi nó khác. Cho vô mấy chị. Vô lại đi mấy chị. Cái này có một cái không? Nó còn cái này một cái không? Nó bán tặng mà. Có hai cái rồi. Xém đó. Đây hai cái đó luôn rồi chị tặng luôn. Hai cái luôn hả? Rồi vô lại mới chịu ơi. Ai vô thấy em chờ em cái rồi. Có phốt qua tâm không? Có nhưng mà không có xài bự. Qua lộn không có xe nhỏ. Nó không có xe bự cái ngoan nhìn tôi không ơi. Có nhưng mà không có xe nhỏ cửa bè. Có cờ tông có xe 52 cho đến 60kg à. Rồi hello chị anh Hòn. Hello chị Lệ Nghè. Mà chưa giữ đèn ngủ trưa hay đi ăn tiệc thì mà em thấy mấy bè. Mà chưa giờ ngủ trưa hay đi ăn tiệc cuối tuần mà không thấy. Rồi chia sẻ like lại giùm em đi mấy chị. Tương tác like lên lại giùm em. Chào chị Hoàng Mai. Rồi lên không thấy lên mà thấy nó té nó xuống nữa. Rồi vô lại mấy chị. Đơn đơn cho đủ đơn nha. Giờ em biết bán gì cho có đơn luôn. Giờ em bán siêu rẻ ra. Cho em biết bán gì cho có đơn luôn mấy bạn. Rồi vô lại tương tác like lên lại giùm em mấy chị. Em xin lúc chia sẻ lại mấy chị. Em thấy nó có lên mà nó tuột không. Nó chạy không nở luôn á. Vì em không biết bán thì cho có đơn. Rồi mấy chị bán tặng mấy chị. Còn sai lờ không hả? Rồi chị nào mà sai lờ số hưởng thì chốt nha. Quần này dạ chị Nguyễn Kim Vinh nè. Quần này 7 tóc mấy chị. Chị nào sai này thì chốt ha. Mẹ đẹp số hưởng thì chốt. Cho em xin một nút chia sẻ thả tim thả like tương tác giùm em. 45-48kg. Màu xám thì còn sai lờ thôi. Dạ ok chị Nguyễn Kim Vinh nè. 45-48kg màu xám thì còn size L thôi bán tặng mấy chị 19.000. Có 3 cái ha. Có 3 cái mấy chị. Size L 45-48kg 19.000 cái quần tây. Bè mở cửa kìa khóa cửa nhốt con. Thì mở giùm nó ai bè nó ẩm em biết. Nhốt luôn, ai biểu đi. Rồi mấy chị 45-48kg nha. Có quần ố. Ố có, chuẩn bị lên. Giờ bán tặng đầu like xong lên. Rồi có ngố cái này 7 tóc mấy chị em bán tặng mấy chị luôn 19.000 chị nào 45-48kg mình chốt nha. Đây chuyện quê nó lưu á ấy là chuyện quê nó chắc nó mới lưu á chuyện quê mẹ gọi nhiều mày ngấn vô lưu luôn xong chuyện quê tôi chốt đi rồi xíu trăm ngàn kể có dẫn con đi mua gì á cho chẳng biết. Ủa mua gì sao không nói tự nhiên biểu ra đưa 100.000 dẫn đi mua cái gì? Hình tròn á mà ừ. Mờm mờm ngồi lên á hình tròn thì muốn mua gì quen gặp kia gặp bé tôi có tiền qua kêu bé chi rồi ok chị Nguyễn Kim Vinh nè đấy là địa chỉ Diêm Hòa Hòa Yên Khánh chắc nó lừa quá gọi mình nó lừa quá chị Minh tôi chốt đi nó ghi luôn á chị quay làm đơn thôi mà nắm xóa lại á mình gì sau bèn rồi còn mơ lên thì em mới chị bán tặng mới chị 19.000 tương tác like chia sẻ like nữa mới chị nhà 45-48kg nhà bán tặng mới chị 19.000 có 3 cái tặng luôn 19.000 đồng em có 3 cái nha 19.000 mới chị mình mua cho mình mua thì mới chị mình mua luôn khung ngoài sau nha kia 49.000 luôn đi màu này là màu nâu màu nâu này em có MXL 2XBX rồi màu nâu này em đủ size 40-65kg mới chờ xe 49.000 mố nâu kìm ký
Mối nâu kèm ký theo 49.000 mới chị. Có lung tung ngồi sau nha. Mối nâu kèm ký theo 49.000 mới chị. Cho em lúc chia sẻ cho mới chị ơi. Nghe gì chưa đang like cái nó đé đây, nó cố gắng cách nói bây giờ nó mờ không lên. Trời nó chiều cái gì khét. Nó chạy não luôn. Rồi, mối nâu kèm ký mới chị. Rồi màu xanh đủ size 65kg về mới chị, bán tặng mới chị luôn. 49.000 ngố xanh nha. 49.000 chưa đủ tiền vải đâu mới chị. Ai lấy ngố xanh chút ngố xanh kèm ký nha. 49.000 chưa đủ tiền vải đâu. Rồi, màu này màu nâu tây cho mới chị. Màu kia màu nâu đậm, màu này màu nâu tây nha. Cũng đủ size 65kg về kia 49.000 luôn. Màu này hôm bữa bé mới chị 69 về kia 49.000 nha. Rồi ai lấy comment như màu nâu tây nha. Màu nâu tây mới chị. Màu nâu bò nè. Rồi đủ size 65kg đủ giờ kêu 49.000. Vậy là ở quần ngố thì chốt nè. Đủ size 65kg đủ giờ kêu 49.000 nha. Ai hỏi quần ngố thì chốt mấy chị nha. Đủ size 65kg đủ giờ kêu 49.000. Chị hỏi quần ngố thì chốt mấy chị nha. Cái này đủ size 65kg đủ giờ kêu 49.000. Ai hỏi quần ngố thì chốt. Bộ này còn mấy bộ em xem mấy chị luôn nè. 39.000. 39.000 mới chị, 5758 cưới đổi về. 39.000 nha, 5758 cưới đổi về mới chị. Bộ này bộ trung liêm. Rồi bộ này bộ trung liêm mới chị. Em xem mấy chị bộ này với giá là 39.000 nha. Cảm ơn em mẹ bi 39.000, 5758 cưới đổi về. Bán tặng 39.000 luôn nè. Mẹ bi 39.000 nha, 5758 cưới đổi về mới chị. Mẹ bi 39.000, em có mẹ bi với lại mẹ đỏ. Rồi bi với đỏ mới chạy 39.000 bộ này luôn. Không, không ai bán bộ 39.000 đâu, cái này em còn ít em sale luôn. Mua giờ tặng mẹ mới chị, này là hàng trung niên nha. 5758 cứ rủi giờ sale mới chị 39.000. Rồi 5758 cứ rủi giờ nha, bán mới chị 39.000 luôn mới chị. 5758 cứ rủi giờ ok. Theo 39.000, ai lấy bi chút bi ra lấy đỏ chút đỏ nè. Rồi áo đỏ này bán cho mấy chị 19.000 luôn nè, 19 đỏ, 19 trắng. Cái này phơm rộng nha, 65-67kg là ok luôn. Phơm rộng mấy chị nha. 39 thì siêu bẻo lấy màu, lấy đỏ hay là lấy bi. Có hai bộ, cái kia cũng đỏ. Cũng em đã nói rõ ràng là áo đó là áo cũ, cổ trụ, không phải cổ bỉ nha. Đổi thì chị có gửi lại hàng cho bên em, khi nào em nhận được em đổi. Em đã nói rõ với mấy chị rồi. Em đã sợ rồi, em nói rất là rõ. Em vô cái cổ nó đi, nó lại, nó đi, nó lại rồi. Rồi, comment lên giùm em. 19 đỏ. Bài bớt siêu bẻo lấy 39, lấy cái nào bi hay đỏ, hay bộ nào cũng được. Rồi, 19 đỏ, 19 trắng mấy chị. Bộ này cho mấy chị, áo này cho mấy chị 65-70kg luôn. Đó là phơm rộng nha. Rồi comment lên giùm em nè, 19 trắng, 19 đỏ giùm em mấy chị. 19 trắng, 19 đỏ nha, em xem cho mấy chị 19 nha. 19 trắng, 19 đỏ giùm em nha. Rồi cái này bị lỗi rồi, dính vô ngay cái cổ giờ mấy chị giặt. Em xem mấy chị 9.000 luôn. Tặng 9.000 đồng, cảm ơn em mẹ, lỗi 9.000. Trắng lỗi 9.000. Em lấy bộ đỏ. Mẹ nó chậm nó kêu hoài, em thấy comment. Trắng lỗi 9.000 mấy chị, cái trắng lỗi, chứ trắng lỗi 9.000. Áo tung đăng hình là áo áo phơm rộng á hả chị? Áo phơm rộng á hả? Là anh chồng có đó. Ok nè. Hai cái trắng đỏ 19.000 nè. Em còn 19 trắng đó mấy chị. Rồi quần này là quần size S cho mấy chị 40-47kg. Quần này là quần Umi size S mấy chị nha. Umi Baggy em xem mấy chị quần này giá 75.000 luôn. Comment em nha, Umi S, Umi dài size S 75.000. Bây giờ em like mấy chị, mẹ nào chốt mẹ đó, là hàng em toàn bộ hàng lẻ, em sale mình mẹ nào mình chốt mẹ đó giùm em nha mấy chị nha. Hàng lẻ không à, chứ không có hàng nguyên ri. Toàn lẻ 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 thôi mấy chị. Áo bè 158. Ok, áo phơm rộng này đúng không? Thấy không? Ngồi chờ chút xíu em like nè. Đợi em chút nha. Dạ, kính này em bán mấy chị 79.000. Em đeo kính này là kính 5 mấy chị nha. Kính này comment cho mẹ kính 5. Treo mới chị 79.000 luôn. Kính này bao đẹp nha.
Rồi kính này kính 5 giùm em mấy chị, 79 nha. Này kính 5 nè. Kính 6 nè. Rồi kính này kính 6 mấy chị, 79 ngàn kính 6 nè. Kính 6 cho em nha. Xe 79 ngàn luôn mấy chị, này kính 6 nè. Cái này kính 7. Cái này màu tím mấy chị rất là đẹp. Thấy cho mấy chị, cái kính này có 79 ngàn thôi. Kính này kính 7 giùm em nha, kính 7. Kính này kính 8 nè. Rồi ai lấy kính thì comment lên giùm em. 5, 6, 7, 8 mẻ kính kèm số vô mấy chị. Kính 5, kính 6, kính 7, kính 8. Em đang đeo là số 5, cái này số 8 nè. Cái này số 7 nè. Cái này số 6 nè. Đó, màu tím mấy chị nha. Rồi ai lấy kính thì chốt giùm em mấy chị. Em theo toàn bộ hàng lẻ nên em like mình đơn mẻ này mình chốt mẻ đó. Ok, chị Trần Xuân nè, 58. Mẹ yếu lắm luôn á. Mà không nổi, mò lên là rớt lên, đen lên là rớt nè. Quần này em còn size S 40-47kg nha, em bán tặng mới chị 75 ngàn. Toàn bộ em sale giá rẻ rẻ nên bây giờ em bóc chúng cái này em like cái đó. Chị nhà ưng mẻ này mình chốt mẻ đó. Ok chưa? Rồi quần này size S mới chị 75 ngàn cho em nè. Áo này form rộng nha mấy chị nha. Nghèo nè. Rồi áo này form rộng mới chị, áo có tâm khô form rộng dấu quần 65-67 chứ lại ok luôn, form rộng dấu quần nha mấy chị nha. Hàng ba 158. Em sale với chị 59 ngàn áo này luôn. Có tâm khô form rộng nha, có chữ ngại nè. Comment lên giùm em mẹ 59 xanh nè. Hãy lấy 59 xanh chút, 59 xanh cho em nha. 59 màu xanh, 59 màu hồng. Này 65-67 chứ ok, này form rộng mấy chị nha. 59 màu hồng nè, lấy 59 hồng chút, 59 hồng giùm em nè. Kim Hải cho kính 6. Ok, dạ kính 79 ngàn nha mấy chị ơi. Kính 79 ngàn một cái. Kính 79 ngàn cái em đang đeo là kính 5 nè. Nó màu đen, nó không phải màu đen đâu mà nó màu xanh xanh nó mới chị. Màu xanh chai á mấy chị nè, nó màu xanh xanh nó chứ không phải màu đen đâu nha. Đó, em đang đeo là kính 5. Rồi 59 màu xám mới chị, 59 màu xám cho em nha. Hàng 3158 mới chị nha, sale 59 ngàn luôn. 59 màu, màu xám, 59 hồng, xanh xám. Rồi này có chữ nghèo mới chị nha, 59 ngàn, màu ruốc nè. Lấy màu ruốc, chốt màu ruốc cho em nè, màu ruốc. Màu ruốc mới chị nha, ruốc nè, này đỏ đô nè. Rồi ai hỏi em này thì chốt nha. Màu ruốc, màu đỏ đô nè. Đó, 59 ngàn mới chị. Rồi áo này này có chữ hông bé ơi nè. Này màu màu xanh đậm đi mấy trời, màu xanh đậm đó. Cái này form rộng nha mấy chị, 65-67 cứ lại form rộng dấu quần ai mặc cũng được nha, ai mặc cũng được hết trơn á mấy chị. Em xem mấy chị chỉ có 59 ngàn thôi nha. Rồi này xanh levy nè, khung của tròn nem em chỉ có size 60-65kg thôi, hàng không không lạnh thôi, đợi em chút xíu. Mẹ như bốc máy rớt thì sẽ không nổ. Rồi cái này xanh levy cho em mới chị, 59 ngàn xanh levy. Chị lấy nhiều chốt. Rồi cái này màu đen. Rồi đó, ai léo này thì còn mơ lên thì em mới chị. Em xem mới chị giá 59 ngàn nha. Chị lấy nhiều chốt nè. Chị mới thấy đồ gỗ đó, kia đây mà. Cái cũng quê L màu trắng màu đen, 65kg có hình con ong. Rồi áo này xem 15 ngàn với chị, 65 chứ lại ok luôn. 65 chứ lại ok luôn, 15 đỏ với lại 15 tím. Áo này thun giấy mấy chị, áo nhũ á, bao mét ha. Tặng luôn 15 ngàn, 15 đỏ với lại 15 tím nha. Ai lấy thì comment lên mình đi nha. 15 đỏ với 15 tím với chị. Xanh nguyễn có ruốc. Nếu đó là form rộng dấu quần không mới chị, xem mới chị có 59 ngàn nếu thôi. Rồi ai lấy thì còn mơ lên mình em mới chị. 15 em có màu đỏ với lại màu tím nha, xem 15 nghìn. Màu đỏ với màu tím mới chị, này nhỏ lắm. Cái hình con ong kìa nó mới rồi áo đen thì xem mới chị 25 ngàn luôn, 60-65kg nè. Này bán tặng mới chị, 25 nghìn. Mẹ gì thấy không, kẹn nở.
có mấy 50 người, giờ rớt còn hai mấy người sao bé. Rồi 60-65 cưới, 25 đen 25 trắng, 25 màu đen 25 màu trắng. Cố gắng gom được ít nhất 2 sản phẩm, chị sẽ rẻ lắm luôn rồi. Cố gắng gom được ít nhất 2 sản phẩm dùm em nha. Rồi 25 đen 25 trắng nè. Mắc mít rồi, giờ này đau họng nè. Rồi 25 đen 25 trắng mấy chị. Ai lấy comment dùm em nè. 60-65 ký 25 đen 25 trắng thì mấy chị chốt. Đây đó 60-65 ký không mấy chị, 25 màu đen màu trắng. Chị Thanh Nguyễn có 25 đen nè. Đến tặng mấy chị 25.000. Rồi cái này size nhỏ cho con mấy chị 40-50 ký hoặc 35-50 ký. 35-50 ký comment đi mẹ số 1 màu đen. Size nhỏ mấy chị nha. Mẹ số 1 màu đỏ. Đây size nhỏ mấy chị 50-55 ký lại thôi. Mẹ 1 màu trắng. Đó, 35-50 ký cho thoải mái. Chị này có con trai 35-50 ký tặng 25.000. Mẹ 1 màu trắng, màu đen, màu đỏ. Cái này không thể theo bao mét luôn. Mẹ 1 màu trắng, màu đen, màu đỏ mấy chị nha, mẹ số 1. Mẹ 1 trắng, đen, đỏ giùm em nha. Ai lấy mẹ 1 chốt em mẹ số 1 nha mấy chị nha. Mẹ số 1 màu trắng, màu đen, màu đỏ. Nó lên chưa kịp like là nó tụt rồi. Mẹ số 1 màu trắng, màu đen, màu đỏ mấy chị. Rồi bộ siêu nhẹ nè, bộ siêu nhẹ này còn size này 58-62 ký mới chị, hàng siêu nhẹ bán tặng 49.000 luôn. 58-62 ký nha. Rồi mời em lửng đỏ 49. Áo đen đỏ cho con trai đúng không chị, mẹ số 1 đúng không? Ok 25.000. Rồi chốt cái đó đi, chốt cái này, chốt cái đó đi. Rồi, bộ này siêu nhẹ mới chị. 60 ký màu đen cho xe le. Con ong đen còn không? Ok nè. 25.000. Rồi mới chị. Nhà không chị, áo khô là nó có chữ gì hết á, chứ nó không có trơn. Nha, con tâm khô nó có chữ đủ thứ chữ. Đủ thứ chữ với chị. Ok chị Trúc Ly nè. Rồi, ai lấy comment em bộ lửng đỏ nha, 58-62 kg size lớn mới chị, size 49.000 lửng đỏ. Lửng đỏ nó size lớn nha, size 49.000. Rồi cái này mẻ số 2, cái này cũng size lớn luôn, 58-62 ký, size 49.000 mẻ 2. Ai lấy mẻ 2 chút, mẻ 2 49.000. Mấy chị hồi nãy giờ đơn 1 nhiều lắm, cố gắng gom thêm dùm em cho đủ đơn đi mấy chị. Mẻ số B 52 ký lại mẻ B. Ai lấy mẻ B chút, mẻ B nè. Mẻ B 52 ký lại mẻ B mấy chị. Để cho trời áo khóc ở khoa xin cái chỗ đường liền. Rồi mẻ số ba mới trời, lát số ba chốt số ba nha. 49.000 mẻ ba. Rồi quần nem thì em còn size 28-29-30 nè. Mẻ ba của chị Đặng Trúc Ly nè. 28-29-30 sale 29.000 một quần luôn. Quần ke kim em mới trời bán với chị 29.000 luôn. Áo phông rộng để em lên màu lại cho chị. Áo phông rộng có nhiều màu để em lên lại nha. Ừ. 49.000 áo phông rộng có chữ đó đúng không chị? Từ từ em lên màu lại nha. Quần nem mới chị em bán cho mấy chị quần nem giá 29.000. Quần nem em có size cho mấy chị chồng 28-29-30. 28-29-30 nha. Em bán mấy chị 29.000 nha mấy chị. Ai lấy comment em quần nem. Quần nem kèm size 28-29-30 bán 29.000 đồng quần nem. Nha, 29.000 đồng quần nem luôn mấy chị. Ai lấy quần nem thì chốt nè. Rồi áo này phông rộng em lên lại nè. Nó có chữ đó mấy chị. Này có chữ không bé ơi nè. Màu này xanh levy nha. Phông rộng này mấy chị 65-67 kiểu loại ok. Xeo 59.000 luôn. Ai lấy thì comment lên dùm em. Màu này là màu xanh levy 59.000 nha. Lên lại lần nữa nè. Rồi màu xanh đậm 59.000, màu xanh đậm mới chị lấy xanh đậm chút xanh đậm nè. Xanh đậm 59.000. Chị lấy xanh đậm chút xanh đậm nè. Rồi màu đen mới chị lấy màu đen chút màu đen nè. 59.000 màu đen. Mình xem mới chị có 59.000 áo này luôn mới chị nha. Màu đen nè. Rồi mỗi màu mỗi cái chữ khác nhau mới chị. Rồi màu hồng nè. Màu hồng mới chị 59.000. Cái này về mà ai mặc cũng được mới chị, nó là phông rộng giấu quần nha. 65-67 cứ lại ok hết. Mình mặc với quần ngố cũng được, mà mặc với quần viên đường kia cũng được nha. Rồi lấy về chốt.
bát thuộc bán mấy rồi còn thuộc mười mấy người rồi. Màu này còn mơn thì em màu xám nha mấy chị, lấy xám chốt xám nè. Còn sale mấy chị 59.000 luôn mấy chị. À, đe đường ê bận ê nghèo ê biết ơi con ừ dạ giờ nó đen đen mốt đó chị, cái này đen là mốt nè, đen là mốt á ha. Sao thấy quỷ thuốc xong dạ tặng muốn quê nó tặng tặng á mấy chị, cái đó là viên xong ngày hôm qua em dọn kho đi em thấy còn một ít nên em tặng mỗi chị có đơn mỗi chị hộp nha, cái đó tặng á không phải lộn đâu. Hôm qua chắc chị vô like sau chị nghe chị nào có đơn là ngày hôm nay em dọn cho còn mấy chục hộp á. Dạ thay vì em bán cho mấy chị giờ buổi em bán 25 hay 35 ngàn gì đó, bây giờ em tặng mỗi chị hộp không có bán nữa, bữa bán mùa dịch á. Màu này màu gì à, màu gì màu gì lát nói sau. Rồi màu này màu măng cục cho em mấy chị, màu măng cục nha, màu măng cục mấy chị, áo này rất là đẹp, xem mấy chị chỉ có 59.000 luôn, màu măng cục nha. Màu này màu rêu đi mấy chị, nó rêu rêu xám xám màu rêu nha, rêu đó đỏ, cái này đỏ đô mấy chị. Rồi cái này màu xanh cốm, rồi ai hỏi áo này thì chốt nha, mẹ gì mệt mỏi với mẹ quá. Rồi em bán tặng cho mấy chị, em bán được có đơn đâu mấy chị nha, em bán giá quá rỉ rồi. Khó lại rồi chờ xíu áo thun còn rất tốt, form rộng còn màu trắng đen dạ còn áo là nãy bán 39.000 á. Cái này nè cái cục lĩa ra rồi mấy chị, có thun thể thao nè em treo cho mấy chị luôn, sau này 40 đến 52 cái bán 79.000, cái này buổi lấy mấy chị 100.000 nó giờ treo 79.000, hai đứa ngồi con khóc kéo nha, khóc rêu 40 đến 52 ký em treo mấy chị giá 79.000 khóc rêu này luôn nha, ai lấy khóc rêu chút khóc rêu 79.000. Trần Hiền ok nè, cái này phải thì bấm ok nha chị Hạnh nha, nãy bán 39.000 á, phải cái này thì bấm cờ mơ nhìn em, be chín trắng be chín đen thì anh lấy cái này phải không, phải thì chú em be chín trắng be chín đen, hai người hàng trần khác nhau quá nha. Ok chị Hạnh nè, rồi đó áo này em bán với chị 79.000, ai lấy khóc rêu cho khóc rêu nè, xin thể theo bán với chị 79.000 luôn. Ok chị Đặng Phúc Ly nè, áo này hồi bữa chị mua giá bao nhiêu là mấy chị biết chắc như thế nào là biết rồi, giờ mẹ hồi chưa dễ bé nó tụt mí mà nên em biết giờ em bán cho mấy chị có đơn, bây giờ là bé còn nãy viên liền rồi. Khóc rêu nè, khóc rêu bé mấy chị 79 nè, khóc này mua nó mặc bao xuống luôn mấy chị, nhẹ nhàng thoải mái này còn xanh hết sao nhỏ. Rồi cái này em còn size 57 đến 62 kg, kêu luôn 79.000. Còn bên em phóc xanh lá 79.000. Phóc xanh lá 79.000 mới chị size lớn nha. Size lớn mới chị 79.000. Cho mới chị 58, 57 đến 62 kg nha 79.000 mới chị. Chị này gọn gọn 65 kg ok luôn mới chị nha. Này 62 65 kg ok luôn, 58 kg trở lên. Số 2, số 5 cứ rủi dựa ok luôn, bán mấy chị 79 rồi. Rồi khóc này 53 đến 57 kg nha mấy chị nha, 53 đến 57 kg, còn bên em khóc L 53 đến 57 kg khóc L, xem mấy chị 79 nha. Khóc không thể theo mấy chị nha, 53 đến 57 kg xem 79 nha. Còn bên em khóc L. Rồi, khóc đen M 40 đến 52 kg, khóc đen M mấy chị. Khóc này mặt trứng lắm luôn, ở siêu 79 nha. 40 đến 52 kg. Trời ơi, rớt phần này bán cái gì. 40 đến 52 kg mấy chị. Khóc đen M nha. Ok, chị Đặng Trúc Ly nè. Chị nào xem được thì mấy chị chốt. Chị Hoa
hồng hoa ok nè, cho chị hồng hoa nè. Em treo 79.000 là phát này treo lỗ dữ lắm luôn á mấy chị, thiệt luôn á. Mẹ mà thích áo phát này mua để dành. Rồi L sáng mấy chị. Dạng chút ly có xanh L. Rồi ok nè. Rồi L sáng mấy chị. L sáng thì em chốt cho mấy chị từ 53 đến 57 kg nha. L sáng mấy chị 79.000. Chị nào thích khối này mua để dành bọn, em treo quá rẻ luôn mà. 79.000 L xám mấy chị nha, L màu xám. Ai lấy xám L, chốt xám L 79.000. Nè cá cái điên hả? Ok chị Liên Trần. Chị màu xanh đó hết rồi nha chị Thanh Thương nha. Em hô số ký mà chị nào trong cái khoảng ký đó thì mới chị chốt dùm em nha. Rồi, cái này mẻ số 1, size M 52 chứ lại mấy chị. ML luôn hả? Rồi mẻ số 1 nè, em đủ size từ 40 đến 57 kg. Mấy chị chốt tới thì xém hết rồi. Xém chốt cho chị Liên rồi nha, chị Đặng Trúc Ly nha. Xém chốt cho chị Liên rồi. Rồi mấy chị mẻ 1, mẻ 1 em còn size từ 40 đến 57 kg, mẻ 1 kèm ký có hai size ML nè. 79.000, phốt này siêu lỗ luôn. Cho nó gọn cho đó luôn. Mẻ 1 kèm ký mấy chị 79.000 nha. Dạ em chốt chị nãy giờ một cái mờ một cái lờ rồi á, như cái rêu tổng cộng 3 cái rồi đó. Rồi mẻ 1 kèm ký luôn mấy chị, mẻ 1 kèm ký giùm em, mẻ số 1 kèm ký siêu 79.000. Mua chốt hai cái về bận mấy chị. Rồi mẻ số 2 này em có size S với size M 52 kiếm lại mấy chị, mẻ 2 kèm ký, mẻ 2 kèm ký mấy chị. Nhưng nó có này đẹp lắm. Có này hủ bé ở trong có túi trong bên ngoài có kéo nha, của bé 100.000 giờ siêu 79.000 luôn. Có này có thể theo mấy chị nha. Mẻ 2 em có size 40 đến 52 kg, mẻ 2 kèm ký. Chị nào hay mua khóc này là biết rồi, ở những chỗ khác người ta bán 100 mấy không á. Rồi 79.000 mẻ 2 kèm ký. Rồi mẻ số 3 mấy chị, mẻ số 3 52 kg đổi về mẻ 3. Chị có quần ngố tung để em lên lại cho. Mẻ ba mới chị lấy mẻ ba chút mẻ ba. Này giống như mới lên cắt. Rồi mẻ số 4 52 kg đổi về mẻ 4. 52 kg đổi về mẻ 4 mới chị, ai lấy mẻ 4 chút mẻ 4. 52 kg đổi về mẻ 4. Để em lên lại cho. Rồi mẻ 5. Mẻ 5 size L mấy chị, màu hồng size L đi. 53 đến 57 kg hồng size L. Hồng L nha, 53 đến 57 kg mấy chị hồng size L. Rồi 53 đến 57 kg hồng size L nha. Chùm chùm nha. Rồi mấy chị quần ngố này đủ size. Quần ngố giờ còn 40 đến 50 kg với lại 56 đến 65 kg. 49.000 một quần ngố. Về phối với áo phần rộng. Ngố em còn size 40 đến 50 kg với lại size 56 đến 65 kg. 40 đến 50 kg với lại 56 đến 65 kg mấy chị quần ngố. Lấy ngố chốt ngố cho em nha mấy chị nha. Ngố kèm ký. Ngố kèm ký nè. Quần dài này thì đủ size luôn đúng không? Quần dài đủ size 65 chứ lại dài 65.000. Ngố 49.000. Rồi dài 65.000, ngố 49.000, hai cái dài chút dài đi ngố chốt ngố nè. Ok chị Kim Vinh nè. Ngố em còn size 50 kg đổi về với lại size 56 đến 65 kg nha. 49.000 quần ngố này về mấy chị dễ mặc lắm. Đó mặc như mấy chị phối áo phông rộng cũng được, áo phông ôm cũng được, dễ mặc lắm luôn. Ai lấy ngố chốt ngố nè. Hello Út Tì Lợm nè. Kiếm nó còn sao gì? Rồi khóc tím em còn size 52 kg nữa lại với lại size 62 63 kg nữa lại. Dạ quần legging nó chỉ có màu đen thôi chị, màu đen chứ không có màu khác. Nha, có màu đen thôi không có màu khác. Rồi màu tím đó chị. Màu tím em có size M 52 kg nữa lại với size XL 53 58 cho nó 63 kg. Tím M với XL nha mấy chị nha, 79.000 khóc để theo này luôn. Tím. Rồi đã đô size M.
52,5 kg về đó đô size M, mấy chị đó đô size M 79.000. Đó đôi M. Rồi màu bò size M. Chị mặc không có 55 kg, khóc chị mặc có 52 kg lại thôi nha, không có 55 kg. Khóc chị mặc có 52 kg lại thôi. Đó đôi M, bò M 52 kg lại. Ok, đã đôi cho chị Đặng Trúc Ly nè. Xanh ngọc này em đủ size 63 kg lại, từ 40 đến 63 kg xanh ngọc này đủ size nè. Tại vì hè này hàng lẻ nên mỗi mẻ còn cái một cái thôi mới chị. Xanh ngọc này đủ size mới chị, lấy xanh ngọc còn mới xanh ngọc tìm ký 63 kg đủ về đủ size. Hai chú ngồi có khó kéo hết mới chị nha, hàng này bao xịn luôn, xe 79.000. Hai chú ngồi có khó kéo hết giùm em. Xanh ngọc đủ size mới chị, lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc. Rồi mới chị khô ghè nè, 35.000 hai lạng. Ai để từng mua khô ghè nha, là mới chị biết rồi. Một bị như này 35.000 hai lạng mới chị, ăn bao ngon luôn. Bị 35.000 hai lạng, cay cay. Đậm đè luôn, không có bột như mấy chị nha. Hàng em làm không có tẩm bột, hàng em làm hàng loại một. Em không có bán một loại khác, hồi giờ mấy chị mua quen thì biết rồi. Rất là ngon, ngọt thịt, mềm, dẻo, không bị cứng, không bị khô, không có tẩm bột. Một bị như này 2 lạng 35.000, nửa ký 85.000. Còn mít sấy là mít thái mấy chị nha. Nhưng trần có xanh ngọc. Mít sấy là mít thái mấy chị nha. Em bán cho mấy chị có giá 65.000 nửa ký. Gom đơn đồ luôn mấy chị. Ai lấy mít thì chốt nửa ký mít 65.000. Khô ghè lấy bị 35 hoặc bị nửa ký 85.000. Đó, chốt gom đơn đồ luôn mấy chị nha. Chị lấy thì chốt. Ai lấy thì chốt. Ai lấy mít chốt mít, ai lấy khô ghè chốt khô ghè. Rồi áo không bô rip màu trắng này xem mấy chị 39.000 luôn nè. Rồi mơ lên giùm em mẹ trắng 39 mấy chị. Này chắc bô rip nha, trắng 39.000, 55 kg lại. Trắng 39 nè. Rồi sơ mi kiểu này siêu luôn. Cho em xem mẫu như vậy mà 55 kg. Còn mẫu nào size L không? 55 kg chỉ có size L, lục size L đây. Rồi đó tìm xong rồi like nha. Như nãy có màu hồng size L, lục nãy đêm đêm nghe. Rồi chờ chút xíu nha. Màu bò 39.000, lấy màu bò chút màu bò 39 nha. Bò 39.000 mới chị. Rồi bò 39 nha, lấy bò 39 chút bò 39 giùm em. Màu bò 39.000 nè. Lấy bò chút bò 39. Rồi màu đỏ này cho mấy chị 40 cho đến 46 kg. Đỏ 39.000. 40 đến 46 kg mấy chị đỏ 39.000, lấy đỏ chút đỏ 39.000. 40 đến 46 kg nha, đỏ 39.000. Cái này theo mấy chị 39.000 luôn. Rồi màu hồng mấy chị lấy hồng chút hồng. 39 hồng. Rồi lấy hồng chút hồng nhìn em nha, hồng 39.000. Nó lỉ em còn mấy cái nè. Rồi áo này còn bên em mẻ mùi đi mấy chị, mẻ mùi 39.000, mẻ mùi. Rồi lấy mẻ mùi chút, mẻ mùi nha, mẻ mùi 39.000, mẻ số mùi. Hello. Hello. Mẻ số 11. Lấy mẻ 11, chốt mẻ 11 thì em mới về nha. 39.000 mẻ 11. Ai size 53 đến 57 kg là size L, thì có màu hồng nè. Nè, có màu hồng nè, lấy cho cảm ơn hồng 79 giống gì lợm nha, hồng L 79.000. Hồng L 79.000, ngoài bé khách mày 79.000 đâu mới chị. Em xem cho có đường thôi. Rồi hồng 79 giùm em nè, lấy hồng chốt hồng 79.000. Rồi màu bò sấy L mới chị, bò XL 58 đến 63 kg. Ok chị Hoa Tí Liếc nè. Rồi 58 cho đến 63 kg. Cảm ơn em là màu bò sấy L nha. Màu bò sấy L nè. Đỏ đô XL nè, 58 đến 63 kg mới chị. Đỏ đô XL 58 đến 63 kg nè. Hết rồi, hết chưa? Có màu đen đó, size L. Hồi nãy có cái màu đen nó size L á, bò L á.
riêng mẻ một luôn á. Cho nó kiếm sao lờ của cái màu đen á. Mẻ một hả không biết nè. Rồi đỏ đô với lại màu bò này size XL mấy chị 58-63kg nha, sale 79.000. Sale cho mấy chị 79.000 luôn. Rồi cái này size S cho mấy chị 40-46-7kg size S nè. Xếp vết đùi, xếp vết đùi đếm lên lại nè. Còn máy xếp đếm lên lại cho. Có đơn cố gắng gom đủ đơn dùm em là được. Em sale rỉ cho mấy chị chốt. Rồi cái này còn ơn dùm em màu xanh S nha, xanh S mấy chị, xanh S đen M 52kg rưỡi về đen M. Nó đưa cái đen xa lờ 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 nó đưa vô kìa. Rồi đen M mấy chị, mình like đen M nó tưởng đâu như đen M nó vô lại nữa. Rồi đen M 52 chứ lại đen M 79.000. Rồi đen L 5B-57kg đen L đó 79.000 mấy chị. Ai lấy gì chốt. Biết đùi em lên lại nè. Có còn nhiêu đó em kêu. Biết này 50kg đổi về. Hôm bữa bán nhiêu mấy chị mua biết rồi. Bây giờ kêu luôn 79.000 đó. Nè nè. Có rồi thì mua thêm cho đủ màu thôi. Và bữa là 125.000. Bây giờ bán 79.000. Mua một chiếc này cộng tiền ship vẫn còn lời nha. Bên hông có dây kéo, phía sau có nhúm phun, ở trong có quần. Còn bên em ship kem lúc đi lộn có đơn. Còn bên em ship kem xe 79.000 50kg đổi về. Này em còn xe S này, kem 50kg đổi về. Em nói chị mua cái khóa 79.000 cộng luôn tiền ship mới chị vẫn còn lời, rỉ hơn mà bữa quá nhiều. Một cái khóa cộng luôn tiền ship vẫn còn rỉ mới chị. Rồi ship kem này em còn xe S 40-50kg xe 79.000 luôn. Màu đen nè, 79.000 một set mới chị. Đen S 50kg đổi về 79.000. Đen S là 50kg đổi về 79.000. Lấy đen S, chốt đen S nè. Đó, set đùi em còn mấy set này thôi. Màu kem em còn size M 50-55kg 79.000. Giờ mới chị lấy cái phóc vest này mới chị mặc bộ đồ. Chứ mới chị khó cái set này vô cũng đẹp nữa. Màu kem size 50-55kg màu kem. Xét kem 50-55kg nha, xem có 79.000 cái xét này không mấy chị. Cái này mình thích mình mặc gài nút, còn không thích thì mình thẻ nút ra bên trong mặc cái bờ ra. Cũng uy bài luôn ha. Xét kem cho chị hoa hồng ok. Cái này bữa 125.000 thì bán 79.000, bán cho có đơn không mấy chị. Chứ bán quá lỗ luôn á. Rồi xét xanh này 50kg đổi về, ai chưa có thì chốt thôi. 50kg rồi giờ, miễn sao gom đơn cố gắng từ 80.000 trở lên rồi bên em gọi chốt đơn thôi. Rồi chiếc xanh, đó, còn như đây thôi mấy chị. Còn màu đen, màu kem, màu xanh nha. Ừ, khăn còn mấy cái nè. Khăn xeo cho mấy chị 30.000 nha, còn mấy cái nha mấy chị. 30.000 cái khăn luôn. Đó, chốt gom đơn luôn mấy chị. Khăn khổ 70x1m4 nè, khăn màu hồng. Khăn này em bán nhiều, mấy chị mua nhiều là biết rồi đúng không? Rồi 30.000 khăn hồng, khăn màu da, khăn màu tím, hai cái khăn tím này. Rồi khăn màu xanh dương, màu xanh đậu với lại màu ruốc. Cái này dư cái đi, để em hết bóc đi. Rồi ai lấy được cầu mơ lên thì nghe mới chị. Màu xanh đậu, xanh nguyện có khăn da, kêu 30.000 mới chị. Màu xanh đậu, màu ruốc nha. Màu xanh dương nè. Màu da nè. Màu tím nè, với lại màu hồng. Rồi ai lấy khăn chốt kêu mới chị. Nè, nó lấy khăn thì chốt nè. Ruốc thì lượm có ruốc. Ok. Rồi. Màu. Màu màu xanh đậu, màu ruốc, màu da, màu xanh dương, màu tím với màu hồng. Rồi 30.000 cái khăn. Khăn tắm mấy chị có 30.000 nhập tỷ rồi chưa có. Dép 39k là dép gì không? Rút cho chị Nguyễn Yến nè. Dép 49k chứ đâu có dép nào 39k. Dép bánh mì 49k. Dép có size 37 không Hạnh? Dép rẻ không? Để coi nữa tìm có nào size 37 vô em like. Có còn dép nào size 37 không? Để coi tìm có cái nào có 37 vô em like.
Rồi mới chị khóc này phơm to mới chị nha, 60-65 kg. Trời lâu lâu con cái khóc này to nha, 110.000 mới chị. Còn bên em khóc đỏ mới chị 60-65 kg, hàng da lộn nè, 110.000. Lấy thì cầm ơn lên chị em, 110.000 nha mấy chị nha. Ai lấy thì cầm ơn em nè. Nguyễn Thanh có đơn, cố gắng cơm đơn giùm em mấy chị nha. Rồi khóc to mấy chị 110.000. Khóc đỏ thì to 60-65 kg, hàng da lộn mấy chị nha. Có kéo đây nè mấy chị, ai chưa có thì chốt kéo 39.000 nha. Kéo 39.000 mấy chị, ai lấy kéo chốt kéo. Thảm thì còn mấy cái kêu luôn 29.000 gom đơn đi mấy chị. Chị Liên Ngọc khăn tắm màu hồng, màu xanh, màu da. Chị xanh đậu với xanh dương chị lấy xanh nào? Xanh đậu với xanh dương chị lấy xanh nào nha chị. Rồi ai lấy cầu môn thì em thảm màu bò nè. Thảm thì em xem với chị 29.000, còn mấy cái cuối cùng em dọn cho trống. Giờ nó chạy lên lại. Rồi màu này cầu môn thì em khăn. À quên lộn, thảm khóc thun lạnh phải không em? Khóc thun lạnh là hồi nãy rồi chị, khóc sẽ theo, và còn khóc này là khóc khác. À dép cao gót ấy, em còn 40 màu đen này, đen trắng này, tôi còn đôi nào. Rồi chiếc dép đó em còn chị, em chút xíu, giờ em kêu 30.000. Dép kêu luôn. Nói thì vô trong bụi rồi. Rồi thảm màu bò 29.000 mới chị, thảm màu đỏ, thảm màu nâu với lại thảm màu da, còn mấy cái thảm cuối cùng mới chị, thảm lông nha. Thảm này đẹp lắm mới chị, thị trường đang bán 45.000 cái, nhưng mà em còn ít thôi. Em sale để em dọn cái kho chiếc xong cho nó gọn, ở sau là trống trơn chuột nè. Rồi thảm màu da, thảm màu màu nâu nè, trắng 40, thảm đỏ, thảm màu bò để hình như 40 ta chốt. Nãy còn lâu rồi chứ ai chốt rồi xong đi. Rồi đưa đâu đó em. Bây giờ còn màu gì màu trắng không? Rồi giờ em còn size 40 màu trắng rồi, sale 30. Size 40 màu trắng rồi em sale 30.000 nha. Trắng 40 em sale 30.000. Size 40 còn màu trắng rồi sale 30. Thẻm nâu bò với chị Đặng Trúc Ly nè. Thẻm màu bò hai cái, thẻm còn ít hơn, coi không phải còn đủ số không? Khăn xanh dương, chị Liên Ngọc lấy khăn xanh dương. Cơ chị Hoa Đèm là thẻm em siêu có 29.000, thị trường đang bán 45.000 á. Tại vì nhà em ở trước sân là hai bên chia không có kỹ, trời mưa đang vô, mùa mưa là nó tạt, tạt vô nước, nên bữa giờ em mới tranh thủ em siêu để dọn cho nó gọn, không là tạt vô nước hết. Rồi áo này siêu mới chị 49.000, em mua rít nha, 55-57 cứ lại mang đẹp. Trắng 49 giùm em, lấy trắng 49, chút trắng 49. Dít trắng cho chị Nguyệt Phạm, cố gắng gom thêm đủ đơn giùm em mấy chị nha. Rồi ai lấy còn bên em mẹ trắng 49.000, áo trắng 49.000 mấy chị, có hai cái áo này hàng viết biệt nha, siêu 49 luôn nè, có hai cái nè. Rồi áo này còn bên em trắng một cho khỏi lộn nha, này có kiểu cái này đó, 49.000 mẹ trắng một, lấy trắng một chút trắng một. Dạ dép đó em còn size 40 còn đôi đó đúng không? Hả? Đây là màu trắng còn đôi đó hả? Em còn một đôi màu trắng nữa mà size 40 nha chị. Tại vì còn size bớt rồi nên em siêu rẻ. Trắng một giùm em nè. Xinh dương. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có áo trắng nè. Áo trắng 49 nè, rồi ai lấy trắng một chút trắng một mới chị. Rồi. Cái này còn mơ lên thì em mẻ số 2 kèm màu nha, 49.000 luôn nè. Hai trắng nè, hai nâu nè. Mấy cái này mới chị 57 cứ là ok, vải đẹp lắm mới chị, vải xịn lắm luôn á. 57 cứ là ok nè. Hai nâu nè, hai màu đen. Rồi mẻ 2 đi mới chị, 57 cứ là ok nè. Cái đầu tiên là trắng, còn cái kia là trắng một đó. Dạ dép các còn hai đôi màu trắng thôi chị, hết rồi. Hai đôi màu trắng nè. Rồi mẻ 2 mới chị, mẻ 2 màu đen. Mẻ số 2 màu nâu. Dạ hay dép đó hết rồi chị, mẻ 2 đen của chị Đặng Trúc Ly. Mẻ 2 màu trắng. Còn đôi giày không mới chị, đôi giày 39 thì còn đôi giày nè. Lùm như mẹ. 39 thì em còn đôi giày nè, có chị nào mang giày thì 39 thì chốt là tặng luôn 30.000. Ở đi đâu mà mua được cái đôi này 30.000.
Rồi, giày mới chị. Anh Nguyễn có đơn. Rồi đó. Rồi ai lấy giày thì chốt giày 39.000, em bán cho mấy chị luôn 30.000, còn đôi giày 39.000 nha. Giày của chị Dung nè, ok nè. Rồi áo mẻ 2 em có 3 màu mấy chị, ai lấy thì chốt nha. Mẻ 2 trắng đen nâu. Áo mẻ 2 trắng đen nâu mấy chị. Áo mẻ 2 trắng đen nâu nha. 49.000 áo này nha mấy chị. Rồi áo mẻ 2 trắng đen nâu mấy chị 49.000. Ai hỏi zip 37 em còn màu xanh này 20.000. Zip xanh 37 20. Hết rồi chị, có một đôi đó, giày hết rồi còn có đôi nào nha. Hết luôn vậy, giày dép đó hết luôn không? Còn đôi 40 rồi đi, trắng rồi hết. Rồi, vậy giày đó em hết rồi chị. Rồi ai lấy comment lên giùm em. 37 giúp 37 nha, bé mấy chị 20.000. Giúp 37 20.000. Giúp 36 20.000, chị nào mang size nè của mình, có size của mình thì chốt thôi, chứ hàng này còn lẻ lẻ thôi à. Giúp 36 20.000. 20.000 kèm cái size mấy chị, giúp size 36 với size 37. Kèm cái size vô chứ đỡ biết size nào mà em chốt bây giờ. Kèm cái size vô, zip 35. Rồi zip có B size 35, 36, 37 á, chị nào mang size nào comment cái size vô. Cái này cũng 20 hết trơn á, comment cái giá xem biết được mà em chốt. Comment cái size vô chị ơi. Nguyễn Yến có size 37. Ok. Đặng Trúc Ly có 35. Ok. Rồi bọc thực phẩm 30.000 2 túi. Bọc thực phẩm 30.000 2 túi bọc thực phẩm mấy chị nha. Một túi là gần 100 cái, bọc thực phẩm thì xài tiện lắm. Mình gọt cái cây em bọc lại, mình bỏ thịt bỏ ké lên tủ lạnh mình bọc lại để đồ sống riêng, đồ chín riêng, riêng biệt không ảnh hưởng tới nhau. Đó, hoặc là mình bỏ ở ngoài không có đậy lồng bèn, ví dụ đồ ăn mình ăn không hết á, mình lấy đồ mình bọc lại cho nó gọn ha, nó vệ sinh. Rồi ai lấy thì comment áo 49 nha. Ai lấy thì comment giùm 30.000 2 túi bọc thực phẩm mấy chị nha. Ai lấy thì chốt. Còn em còn ở đâu màu xanh đâu em, đùi em màu xanh đâu, dạ đùi em đây đâu vậy chị My, mình nghĩ chắc mà đi nghĩ để dễ tìm chắc. Rồi mới chị mấy cái kêu 75.000, còn mấy cái rồi mới chị mấy cái kêu 75.000 chuẩn bị vô mùa nè, kêu 75.000 cơ chị Thanh Thư nè. Bọc thực phẩm chị lấy thì chốt, mấy cái đó em còn ít ít thôi. Rồi mới trời, máy sấy siêu 75.000, nó có hai chế độ sấy nóng, sấy lạnh. Chắc chắc là điều này không phải hả? Không có bỏ cái bán luôn cũng được. Hai thực hai bọc 30 nha. Ok chị Liên Ngọc là bọc thực phẩm em bán cũng combo hai bị 30, hai bị 30. Đây là hết, đúng rồi còn, tôi nhớ còn đâu, tôi để đâu đó. Ok chị Dung Trần nè, hai bị 30.000 em siêu luôn. Máy sấy 75.000 đi mấy tình yêu. Mua một cái để dành vô mùa mưa mình gội đầu mình sấy tóc. Có cái đầu tẹo kiểu tóc nữa nè. Rồi ai lấy máy sấy chút, máy sấy đi em nha. Máy sấy nè, bốn con còn cái tẹo phun mới gì từ trên. Vậy giúp bánh mì còn, em giúp mì vô lại cho chị em. Mấy bộ cho tim dài còn biết cái con kia lại nữa. Ok chị Liên Ngọc nè, em thấy thật để rồi đây chúng ta rồi mỗi giấy ta đi kỹ em. Rồi mới trời có này xe tặng luôn 20.000 cái đi, giữ này mặt đi làm ha. Rồi bán tặng mới chị 20.000 cái nha. Cái này cho mấy chị size này cho mấy chị 40-50kg nè, 20.000. Chị là 40-50kg rồi comment giùm em. Khóc xanh 20. 40-50kg mấy chị khóc xanh 20. Vậy mặc đi làm mặc cái nhà dưỡng da đủ ok luôn. Mà em còn size nhỏ thôi. 40-50kg mấy chị khóc ngọc 20. Có này khóc thể thao nha mấy chị nha. 40-50kg nha, nghe số ký rồi chốt nha mấy chị nha, để chốt về rồi hàng để bán rẻ 20.000 em ơi, chị không vừa đổi rồi mất công ha. 40-50kg nha chị gạt vỏ nha, có vừa không, ok thì chốt 50kg có lại thôi. Phúc Ngọc 20, có vừa không thì chốt nha, chứ để về mất công, em để bán rẻ rồi mất công. Cái gì? Ở dưới bàn á, dưới bàn bàn kim phòng khách ở dưới bàn có như đó.
Ok, chị đẹp vỏ nè, khóc xanh 20 nè. Rồi dép này còn size 40 bán tặng cho mấy chị luôn, 49.000 dép bánh mì size 40. Cảm ơn em dép đen size 40 mấy chị. Cái đó ngọc cái kia xanh. Rồi còn 49 vậy em mới thấy 5 mấy ký nên phải hỏi lại. Mua gì? Mua gì bưng bưng bưng. À thấy bưng nguyên với cái dĩa hoài tưởng đâu. Rồi mấy chị, bánh mì màu đen 49.000 nha, size 40. Bánh mì đen size 40 49.000. Màu nu này size B8 49.000. Màu nu này size B8 nha, 49.000 mấy chị. Màu nu, màu nu size B8 49.000. Màu đen này size đôi nè, màu đen này B6 B7 luôn 49.000 luôn mấy chị. Đen này B6 B7 49.000. Đó, còn mấy đôi bánh mì cuối cùng. Thì men trong nhà cũng ok, mà men ở ngoài cũng ok luôn. Ai lấy thì chốt. Rồi cái này còn 38, 39, 40, 41. Giếp trắng. Rồi 38, 39, 40, 41 mấy chị. Em bán mấy chị 49 nha. Đó, ai hỏi với bánh mì mình chốt nha. Cố gắng gom đơn giùm em. Chút okay. Lên cái đen 36. Điền hết rồi. Tôi thấy biết mình dọn cái nhà hai cọc có cổ hay còn ở trước. Trước này cái nhà luôn. Ừ, muốn vô tôi thấy nó đi vô là tôi đi vô. Giếp size B9. Cái size B9 là chị lấy dép trắng thôi, chị Hoa Đàm. Dép trắng hả? Đó, có cổ màu xanh. Nguyên thấy còn hai cục mà chưa có ra. Ok, dép trắng size B9 cho chị Hoa Đẹp, Hoa Hồng. Hồng hoa. Rồi mới chị áo này em xe cho mới chị luôn. 39 xanh non, áo này 65kg lại nha. Xanh non 39.000, 65kg lại. Xanh non 39.000. Cái này phơm ngắn ngắn rộng nè, bao đẹp luôn ha, chắc đẻ lắm. 49 hồng. 40-55-56kg 49 hồng. Lấy 49 hồng, chắc 49 hồng dùm em nè. 40-55-56kg nha, 49 hồng. Bây giờ mấy chị mới vô cố gắng gom cho đủ đơn dùm em mấy chị nha. Em like nhanh cho chị gom cho đủ đơn nè. Hồng chị đặng chút ly nè. Rồi, khung thái luôn mấy chị, cái này mấy chị 60kg loại vừa luôn, xe 49.000 luôn, thái trắng. Để xong chưa ẩm em để ba chợ gọi đi bơi. Chưa, giờ chưa đi học mà đi bơi, đi học về mới bơi chứ. Ừ, bây giờ. Em nó chiều đi, bơi đi học về mới đi bơi. Đi ra kêu cô bé cột đầu tóc lại đây rồi, mẹ ra đi. Rồi, cảm ơn em thái trắng mấy chị 60kg đổ lại nha. Thái trắng 49. Thái trắng 49 mấy chị, thái trắng 49 nè. Nè cô tâm khô mấy chị nha, 55-56kg lại. Xeo luôn 49.000 đây, màu màu nâu sô-cô-la đó mấy chị. Màu nâu sô-cô-la dùm em nè. Rồi màu nâu sô-cô-la nè. Lấy thì comment lên dùm em. Rồi màu này màu nâu tây mấy chị nha, nâu tây. Rồi 60kg lại màu nâu tây mấy chị, lấy nâu tây chút nâu tây nè. Nâu xô chút lì lợm nè. Áo thun bé trai 25k một cái đen một cái trắng. Nè, áo 25k một đen một trắng, áo size L nhỏ chứ đây nữa lai nè. Một đen một trắng nè. 25.000. Ok chị Thanh Nguyễn. Không, người cái size nhỏ. Rồi, một mẫu đó một đen một trắng. Nâu xô của chị gì Út Lì Lợn. Rồi cái này nâu tay đi mới chị, nâu tay này 60kg lại ok nè, 49.000 nâu tay nè. Cái nâu tay chút tay không có hơn. Chị lấy tôi ra đi kỹ cho con. Rồi cái này mới chị 65kg đổ lại nha. Cảm ơn em màu vàng bơ. Thun thái luôn xem mới chị 49.000 màu vàng bơ. Lấy vàng bơ chút vàng bơ. Vàng bơ mới chị, lấy vàng bơ chút vàng bơ nè. Rồi áo này phơm ôn nha, xeo 39.000 màu bò. Màu bò B9 mới chị, lấy bò chút bò B9. Bò B9 nè. Rồi, kéo hồng này mới chị 60kg lại ok nha. Hồng 49 luôn mới chị, hồng 49. Lấy hồng chốt hồng 49 nè. Rồi thu thái mới chị, thái vàng kia 49 ngày luôn, 57kg đổi về. Thái vàng. Đây. Ra ngoài. Đứng lên đây. Thái vàng 49 ngàn, lấy thái vàng chốt thái vàng. Ừ. Em không em bắt giờ á.
Rồi áo này cô tông khô nha, mới về nha, đen 49. 55 57 kiểu lại đen 49. Hoa, hồng hoa cái đơn. Ok. Đen 49 mới trời, 55 57 kiểu lại đen 49. Cái đen 49 cái đen 49. Lấy cái cục đó đồ bộ còn cục đó. Đây lại. Rồi đen 49. Ừ. Rồi đó đó, rồi đưa cái bộ dài chị like trước đi. Đen cho chị Đặng Trúc Ly. Đưa cái bộ dài cho cái chân yên tay dài nó đổ xuống đó. Đây. Mỗi cục này đen chị. Áo này còn là mỗi này nữa mỗi đi. Cái kẹp vô trong đó hai cục chưa có đi vô, hai cục nó nằm trước mà cùi nó mê rồi. Em hết đen mấy trời, bộ này sale 75.000 luôn nè, tay dài gần dài mấy chị nha, 55 57 cứ lại mẻ số 2, bộ dài 2 75.000 kia, bộ dài 2 nha, 75.000 mấy chị, bộ dài 2 nè. Dạ bò re không có mấy chị. Bộ dài 2 75.000 nha mấy chị nha. À, bộ dài 2 75.000. Lấy dài 2 chốt dài 2 nha, 75k. Nè 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 nè. Bộ dài B mấy chị, 75.000 bộ dài B nè. Rồi bộ dài B 75.000 mới trời, ai lấy dài B chốt dài B nè. Các thái hỏi thái gì? Đồ bộ ngố cho bí B 8kg có. Có bí gái nha chị nha, B 8kg có. Chờ em chốt em lên liền. Rồi bộ dài B. L cho. B 8kg nè, B 5kg. Rồi bộ dài này số 5 mới trời. Bộ dài 2B5. Rồi 2B5. Theo mấy chị bộ dài này 75.000 luôn mấy chị. Này số 4. Rồi 2B45 mấy chị. Ai lấy thì comment lên giùm em. Rồi 2B45 mấy chị nha. Ai lấy thì chốt. Theo mấy chị giá chỉ có 75.000 thôi. Còn hết giờ nên like nhanh mấy chị, tranh thủ lụa cho đủ đơn mấy chị. 75.000 tay dài dùng dài luôn. Em ra em nói be đó á, dịp lộn hai đứa nó dùm chị nha. Em đẹp chứ nói anh là chị kêu dịp lộn hai đứa nó. Đó chị ra là chị quýnh á. Rồi bộ dài 6 dùm em nè, lấy bộ dài 6 chứ bộ dài 6 nè. Rồi bộ dài 6 nè, lấy bộ dài 6 chứ bộ dài 6 dùm em nè. Rồi, rồi luôn xung thái, xịn lắm á trời. Form ngắn ngắn, 55, 57 chứ lại không ngắn lắm nha. Dài quay rốn, theo luôn 49 nha. Comment giùm em 49 màu da nè. Ồ, rất là xịn luôn nha, theo 49 nha. Rồi 49 da cho em á chị, 49 da. Rồi 49 màu xám. 49 xám á chị nha, đây 49 xám, chút 49 xám nè. 49 màu xám. Chị Tiên Quyên, Tiên Quỳnh thì cho em số điện thoại nha chị ơi. Tiên số điện thoại mới chốt được. Rồi 49 màu vàng. 49 vàng. Cho em số điện thoại đi chị. Cái này em kêu nhanh cho mấy chị cho đủ đơn nè. Rồi số điện thoại mới chốt đơn được nha. 49 màu trắng. Cái này bao chị nha, kêu 49 nè. Rất là điện, 55, 57 chú lại. Tiên Quỳnh có đơn. Rồi ok chị, có da với xám nè. Rồi 49 trắng cho em nè. Cho bộ bía không. Rồi bộ bía này cho bía 36 40kg. Hồng hoa có trắng. Theo bộ bía này cho mấy chị 65.000 đi. Bộ ngố này em theo mấy chị 65.000. Con mấy chị 36-40kg nha. Còn mơ lên thì em là ngố xanh. Vải bao xịn cho mấy chị luôn 65.000. Chị lấy ngố xanh chút ngố xanh. Chị nào mới vô chưa đủ đơn thì cố gắng lựa đủ đơn giùm em. Ngố xanh mới chị. Áo áo nha. Rồi ai lấy ngố xanh chút ngố xanh mới chị nha. Ngố thì em còn be màu xanh hồng với kem. Chị nào hỏi thì chốt cho đủ đơn giùm em. Bộ này xịn lắm, kêu 65.000 luôn. Rồi xanh hồng với kem mới chị nha. Màu xanh, màu hồng với màu kem. Em theo cho mấy chị nhé, chỉ có
Dạ bé 6 đến 40 kg cho em bé. Size này cho bé bé 6 40 kg nha. Bé 6 đến 40 kg mới chị. Cảm ơn em ngố kem. Chị nào có con gái trong khoảng này thì chốt. Bộ em bé em có size từ 25 đến 45 kg, chị nào còn size bao nhiêu nói em. Cho chị hoa hồng có xanh dưới hồng. Rồi em còn ngố kem nè, cái này em có size, chị nào còn size nhiêu ký thì nói em. Này em có size, em đang like cái size này là 36 đến 40 kg á. Em có size từ 25 đến 45 kg là. Bộ bé còn size bao nhiêu ký thì nói em. Rồi em còn một bộ ngố kem á chị. Còn một bộ ngố kem nha. 65 ngàn em. Rồi áo cổ này còn ngon lên dùm em. Ngố còn bộ màu kem mà chị Mỹ Hạnh. Chút kem đi. Chị chút chậm mà. Còn bộ màu kem mà chị. Rồi áo này còn ngon dùm em là xanh đen với chị. 55-56kg lại theo 49 nè. Áo cổ nè. Xanh đen nha. 55-56kg lại theo 49 ngàn với chị. Cái xanh đen, chút xanh đen nè. 55-56kg lại theo 49 ngàn nha. Rồi thun thái nè với chị. 40-55-56kg và mình thái đen 49. Thái đen 49 nha chị, lấy thái đen chút, thái đen 49 nè. Rồi thái đen 49 nha, ai lấy thái đen chút, thái đen 49 nha chị. Và màu này màu nâu sô-cô-la nè mấy chị. Đó, màu nâu sô-cô-la nè 49 ngàn chữ theo nha. Thun thái là bé mấy chị 49 ngàn luôn. Em treo rẻ cho mấy chị chốt đủ đơn. Chị Hạnh còn bộ một kem mấy chút kem đi cho đủ đơn. Hồng em tâm. Dạ không có về chị. Chúng em về mẫu trơn không à. Em về mẫu trơn không à. Hồng em tâm chữ theo em còn. Mà size lĩ lĩ còn size S không. Rồi ai lấy comment giùm em màu vàng. Rồi áo size 49 nha. Dạ không có bộ ngố mẫu khác. Em biết em chỉ có gì thôi. Rồi này mấy chị 60 cưới đổ lại nha. Thôi lỡ thùng nhè đang like nè. Cái thùng em đang like. Rồi áo này còn bên em mẻ 5. Cái này mấy chị 60 cưới lại. Cách có tâm khô nha mẻ 5. Mẻ 5 chút 5 mấy chị. Mẻ 5 60 cưới đổ về mẻ 5. Này có cổ nè. Cơm ôm ngắn ngắn thôi. Rồi mẻ số 6 cho mấy chị 49 ngàn mẻ 6. Mẹ 6 giùm em nha, 49 ngàn mẹ 6. Phải lấy mẹ 6 chốt mẹ 6. Rồi mấy chị, 60kg đổi về mẹ 7. Hàng khô nha mấy chị nha. Mẹ 7 giùm em nè. Tiên Quỳnh có 6. Đó, này 60-62 chú lại mấy chị mẹ 8. Mẹ 8 nha, 60-62 chú lại mẹ 8. 49 ngàn đồng giá. Mẹ 9. 60-62 chú lại mẹ 9. Chị Đông Trang nãy giờ em xin số điện thoại không cho, không chốt được. Nguyễn Thanh có 7. Cho số điện thoại đi mới chị mới chốt được nha. Cho em số điện thoại đi chị. Rồi mẹ 10. 49 ngàn mới chị, cái này 60-62 chú lại nha, cô tâm khô nha mẹ 10. 49 ngàn. Cho số điện thoại mới chốt chị ơi, không cho số điện thoại sao mà đem liên lạc với chị được. Rồi mẹ 11 có chị, mẹ 11. Cái mẹ 11 chốt mẹ 11 chứ nha, 49 ngàn mẹ 11. Mẹ 11 chốt 11, 49 ngàn. Rồi mẹ 10, mẹ 11. Rồi bộ này là lụa satin. Hàng dài luôn, em xe 49 ngàn luôn. Bây giờ đồng 49 mẹ cố gắng lựa hai sản phẩm nha. Rồi mới chị 12. À, nói rồi. Thảo bé nói là đỡ đây. Rồi mẹ 12, cái 12 chốt 12. 12 mới chị, bộ xe tin dài 55-57 với lại bé mới chị 49 ngàn luôn 12. 13 nè. Mẹ 13 chốt 13 mới chị. 13 nha, 49 ngàn luôn 13. Ta lấy 13 chốt 13 dùm em nha, 13. Chị nào mới được một sản phẩm cố gắng lựa thêm mới chị. Trễ giờ rồi mới về cố gắng lựa thêm nha. 14.
không chị Lan? Rồi 14 mới chị, 14. Áo đang mặc em còn màu khác size con. Cái này nãy chị Nguyễn Thanh lấy khăn màu khác được không? Hết màu xanh dương rồi chị. Khăn chị lấy màu xanh đậu được không? Hết xanh dương rồi. Lên áo mặc nè, rồi áo mặc điểm lên cho nè. Có mấy rồi? Rồi hàng 14 á chị, siêu 49.000 mẻ 14. Bộ xe tim nha, 14, 49.000. Rồi bộ đùi này 50-60kg nè, mẻ 15. Bộ đùi này 50-60kg mới chị, mẻ 15. Ai lấy 15, chút 15. Chị Nguyễn Khanh đổi khăn màu khác nha, màu xanh dương hết rồi. 15. Rồi áo em đang mặc nè, xeo 89.000. Màu xanh levy em còn size 40-55kg, xeo 89.000. Xanh levy nè, còn 40-55kg nha. Còn bên em xanh levy kèm cưới xeo 89.000. Màu nâu đủ size 40-65kg, xeo 89.000. Màu nâu đủ size 40-65kg, xeo 89.000, màu nâu nha. Lấy màu nâu, chốt màu nâu tiên mới kèm màu nâu. Đeo quần còn 54kg, ok. Chị áo vàng chút. Chị beo quần là phải nãy chị lấy quần tâm không? Size nhiêu ký? Áo mẻ vàng, áo thái mẻ vàng. Áo mẻ vàng chút hả? Chút cho ông nè. Chị chốt vàng nha, mấy cô nói like sau cùng với cục thái chữ theo nè. Chữ theo quá. Không nổi cục thái. Chị be quần phải quần tâm đi không cho xuất ký tâm nữ đâu cả. Chị phải lấy be quần đây không, be quần đây thì lên xuất ký. Chị Long Trang, quần tâm nữ em đủ size 65kg đổi về, quần tâm nữ đủ size 65kg đổi về. Còn mơ lên giùm em 52kg, cao 1m62. Rồi quần tâm nữ đây phải chị lấy quần này không? Phải quần này không thì ok. Phải để chị lấy quần này không thì ok nè. Hả? Phải lấy quần này không thì bấm ok với ngõ bên em chốt. Rồi áo màu hồng em còn 50-55kg như em mặc nè. Hồng còn 50-55kg. Cùng bó lại xong đâu. Những quần á. Nữ xong rồi trẻ đi đâu. Cục này là chưa like nè. Nó lại xong mình nó lắm ở đâu rồi đó. Lắm đi đi đâu rồi đó. Nếu nó mau nó mới là xong bông mở đâu. Có thấy có nâu xô rồi trong đó không? Nâu xô đi như vậy đó. Quần tâm 65.000 cái, like một mớ rồi đứa thụm hết điện vậy. Chưa sao làm như điện đâu không biết. Quần tâm 65.000 cái mới chị, đủ size 40-65kg. Be màu xám đậm xám nhạt đen. Rồi áo này còn bên em mẻ hồng mới chị, 89.000. Có size 50-55kg mẻ hồng 89.000. Xanh dương size 50-60kg. Xanh dương size 50-60kg nè, xanh dương. Chị có 52kg. Em có 62-52kg. Be quần tâm một cơ. Về áo vàng trong cọc kia kìa. Hả? Lụm cái vàng nên đưa lại đưa hỏi. Đưa cho em nè. Rồi áo trắng này em có size 56-65kg. Trắng này có size 56-65kg nha. Bây giờ em like ưng mẻ này chị chốt. Giỏi áo trắng đầu tiên nó quay thì em biết mẻ nào luôn á. Cái trắng đầu tiên phải cái bè Mỹ Hạnh nó chốt, hồi nãy nó còn cái nè. Kéo đây thì còn mơ đi mẻ trắng 49 nè. Đưa biểu đọc cái bill, đưa thì biểu đọc cái comment. Cái bill
biểu thì nó biết. Chị bè quần hỏi áo quần hỏi áo giờ đi rồi. Chị chú bè quần hỏi áo giờ đi rồi. Chú Mỹ đọc cái comment. Rồi comment là em mẹ trắng 49 nè. Phải lấy cái này comment trắng 49 cho em nha. Phải lấy cái này comment em mẹ trắng 49 nha. Đó. Áo giờ đi màu trắng em còn sai từ ừ áo đó. Rồi ok. Ok chị. Áo trắng 49 cho chị Đông Trang nè. Chưa lại lên lại đang nằm ngừng. Rồi comment lên giùm em là mẹ trắng do đi nha. Có size từ 56 đến 65 kg, trắng do đi nè. Vàng do đi này còn size 56 đến 60 kg nè. Rồi đó áo do đi chị lấy thì chốt nha, còn như đó. Còn như màu đó. Rồi chị có lấy cái này comment lại thái vàng 49 nè. Lấy cái này thì comment cho em thái vàng 49 nha. Cái thái vàng 49 chứ thái vàng 49 nè. Trắng đó hết. Trắng nó hết rồi chị. Còn trắng khác nè, lên lại lên thì chịu chốt. Rồi lát cái này còn bên vàng 49 nha chị Đoan Trang nha. Còn bên đúng chứ mẻ mới vàng. Chứ còn lát nữa là cái bóc tào lao qua đấy chịu. Rồi lát cái này còn bên trắng 149 nha. Rồi trắng 149 nha. Ok thái vàng như chị Đoan Trang. Rồi trắng 149 mấy chị lấy trắng 1 chút trắng 1 kia nha. Trắng 149 nha. Nhanh chốt cho mấy chị, like cho mấy chị nhanh chốt cho đủ đơn. Rồi cái này phông ngắn ngắn đẹp nha. Bây giờ hô số đi nha. Giờ tôi hô có 20 trở lên nè cho đỡ lộn. Nãy giờ nó có nhiều á. Kéo ra đi nhiều đó, đóng nó rồi đi kiếm ra. Chưa bóc tới chị tiêu chút. Chưa hết rồi, chưa đi nhanh hết. Rồi, cái này còn bên em mẻ số 20 mới trời. Bao đẹp 57 kg rồi ok chắc xịn lắm luôn kêu 49 ngàn trở về chốt cho đủ đơn nè. Hồi nãy giờ chở hàng cho anh rồi mẹ số 21 nè 49 ngàn mới trời chắc em mau xịn mấy chị luôn. Mẹ 21 nè cho mình xem lại beo quần đẹp quá trời. Dạ em lên anh mẫu đâu lên lại một lần nữa nè. Ủa bên đang nghỉ học trốn học hay sao vậy? 4 giờ 15 rồi đây chị quần tâm chị lấy quần tâm còn bên quần tâm kèm màu kèm ký nha. Ồ mới đi lên đi cột cái đầu tóc nó lại đi. Rồi quần tâm kèm màu kèm ký quá trời. Màu này màu xám đậm nha, có size 65 kg lại. Xám đậm nha, có size 65 kg lại 65.000 một quần. Màu đen nè, phải chốt quần này thì chốt lại nè. Để mất công lộn mất quá chị. Màu này màu đen nè, có size 65 kg lại lấy màu đen chốt màu đen giùm em nha. Màu đen. Rồi màu này màu xám nhạt, mấy chị lấy xám nhạt chốt xám nhạt. Xám nhạt. Đó, có size 65 chú lại lấy xám nhạt chút xám nhạt giùm em nha. 65 chú lại. Đó. Đủ size từ 40 đến 65 kg nha. 65.000 một quần. Quần tâm kèm màu kèm ký là em lên đơn. Ok chưa? Rồi áo em lên tiếp nè. Áo này mẻ số 22, 49.000 một áo. Áo này em nói chất đẹp lắm mấy chị, siêu 49.000. Mỗi chị cố gắng chốt hai áo giùm em gần gần cuối like mấy chị. Chốt hai áo để chốt đơn nha. Mẻ 22 nè. Mẻ 23 nè, xe có 49.000 luôn nè. Phôm này ngắn ngắn mấy chị nha. Mẻ 23 giùm em nè. Mẻ 24 giùm em nè. Đó, 55, 56, 57 cứ là ok luôn mấy chị. Rồi mẻ 25 nè. Rồi mẻ 25 mấy chị lấy 25 chốt 25 nè. Chị Nguyễn Khanh không biết còn đây à mà thấy không có trả lời nên không biết à. Nguyễn của bạn mới lốt 5 tăng à. Chị Nguyên mà lốt ok nè, mẻ 26 nè. Mẻ 26 nè. Rồi beo quần hai áo ok chị Long Trang nè. Mẻ 27 nè. Rồi mẻ 27 mới chị lấy 27 chốt 27 nè. Rồi. Ok 28 nè. 28 rồi lấy 28 chốt 28 nè. 28. Hồi này trốn học hả? 29 là form rộng với chị 60 kg lại mang vừa. Cái này đẹp vậy.
đi lên nhìn trên trong đi. Rồi mẹ 29 là mới chị 60kg đổi về. 29 là mới chị 60-62kg ok luôn. Phung thái nha. Bé mới đẹp có 49.000 thôi. Mẹ 29 nè. 29 này 30 này, 30 này chắc vô vip nha. Chị nào mới một áo lựa thêm dùm em mới chị. 30 này 55kg lại mẹ 30. Ai mới một áo lựa thêm cố gắng lựa dùm em hai áo đi chút đơn nha. 30 mới chị lấy 30 chút 30. Đó đẹp đẹp không à, em like cái bè chốt cho đủ đơn. Rồi áo này bây giờ phơm này cho mấy chị 60-62 chứ là mang vừa luôn. Mẹ 31 quá chị. 60-62 chứ lại mang vừa luôn nha, mẹ 31 nè. Mẹ 31 chốt 31 thì em nha. Áo này vải xịn lắm, kêu 49 nè. 31 nè. 32 nè. Đó, 60-62 chứ mang ok. Mặc cái quần ngốt cũng đẹp ha. Mặc cái quần gì cũng đẹp mới kìa. 32 31, 32 33 hàng nguyên ri luôn mới kìa. 33 nè. 34 nè, hàng nguyên ri luôn. Trời ơi, chất xịn cực kỳ. Thun thái xịn sò bán 49.000. 33 màu vàng, 34 màu đen. Rồi chị lấy thịt chốt mới kìa nha. 33 màu vàng, 34 màu đen. Rồi ai lấy thì comment cho giùm em. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh đơn 1 cố gắng lựa thơm. Đưa mấy bè đơn 1 Nhật Khánh à. Éo chia sẻ cho tôi bán lại nè. Mấy chị đơn 1 chị Nguyệt Phạm nào, mấy chị đơn 1 cố gắng lựa thơm mấy chị. Trời sao bữa nay cái này nó bị sao rồi trời. Rồi mấy chị quần này size 31 Vinh Nam chồng về mặt 31 tặng luôn 49.000. Vinh Nam size 31 tặng luôn 49.000 mấy chị. Rinh nem 31 tặng luôn mấy chị 49.000 nha. Rinh nem size 31 chồng về mặt 31 thì chốt tặng luôn 49.000. Rinh nem 31 mấy chị tặng luôn 49.000 nha. Áo này 60kg lại ok nè mấy chị. Áo đẹp lắm luôn, siêu luôn 39.000 nè. Cảm ơn em caro tím 39.000. Caro tím 39.000 mấy chị lấy caro tím. Cái caro tím thì em nha 39.000. Rốt biết. Rồi cảm ơn em mẹ trắng B9 nè, trắng kiểu này 55-56 cái loại chưa B9 luôn. Rồi trắng kiểu này 39.000 luôn á chị, lấy trắng B9 chứ trắng B9 nha. Rồi quần thịt nữ nè mới chị, quần thịt nữ em còn ít nè, 5 quần 55.000. Thịt nữ 5 quần 55.000, ai lấy thịt nữ chốt thịt nữ. Minh Thiền Phan có trắng. Áo ra mặt không có 65kg, trắng B9 cho Minh Thiền Phan nè. Chị nào bây giờ mới vô cố gắng em sale mới chị lựa giùm em nhất hai áo cho đủ đơn nha. Áo màu đen mặt không có 65kg chỉ có màu trắng, màu nâu. Hai màu thôi. 65kg chỉ có màu trắng với màu nâu, còn màu mặt không có 65kg nha. Có ai màu đỏ đỏ cho chị áo khóc. À, biết một khóc 79 em cho đi đơn. Rồi 5 quần là 55.000 mới chị chiếc nữ. Ai lấy chiếc nữ thì chốt 5 quần 55.000. 5 quần 55.000 mới chờ chiếc nữ giùm em nha. Áo chữ nào nãy giờ tôi lai áo chữ tôi không thấy về. Em nhìn có quần nữ. Thầy chọn cái về Liên Trần á. Tôi hiểu tôi lai áo chữ. Áo nghèo nghèo, áo bè 158 tôi lai xong thấy bà chọn. Bà kêu nữa. Đe lại nha. Ừ nãy tôi lai xong thấy bà chọn. Chị lấy đồ bộ nước giặt lai like. Đủ đơn em chị thoát đây vô lại cho chị đang coi ở đâu rồi không có thấy được comment của chị, không có lọc được comment của chị nha. Thoát đây vô lại đồ bộ hiện tại giờ buổi giờ sẽ quét hết đồ bộ trang rồi. Nước giặt đây 95.000 một can mấy chị, hồi nãy gì đi công việc giờ đỡ gia lai lại nha. 95.000 một can 3kg 2 chị chốt trong tỉnh Khánh Hòa nha mấy chị nha. Một thùng 4 can là 300.000 gộp đơn đồ cho em luôn. Khi mà mấy chị mua nước giặt em sẽ giữ cái bill lại. Và giờ bữa em bốc thăm tặng quà cho mấy chị. Cuối tháng 10 này em chạy xong này em bốc thăm tặng quà. Tặng cho mấy chị 10 phần quà. Cặp nè, đồng hồ nè, áo mưa, máy sấy nè, bộ ly nè. Nói chung là bỏ ra 10 phần quà để tặng cho mấy chị nha. Khi mua một can nước giặt nhưng mà chỉ những chị trong tỉnh Khánh Hòa em mới chốt, em sẽ giữ bill lại nha. 95.000 một can. Ai lấy nước giặt cứ chốt, nước giặt em gom đơn luôn nha. Chị coi áo khóc đỏ cho em xong đi má. Áo này là áo nữ.
Cái này léo nữ nha, quốc này đeo xịn không có chị luôn. Chỏ này em còn size 40 đến 55 cứ thôi. Ốm cái bè ngại ra ngại nãy giờ bà ngại biết này. Rồi để em lên lại áo chữ cho. Cái áo chữ ngại đó. Khóc nha mấy chị nha, khóc này là hàng gió. Ở trong này nó không hôi nha. Hàng này hàng hẻm mấy chị ngủ nó phay á. Chữ là chữ theo nè. Chị nào để giặt nước giặt kem dòng phản hồi đứng mấy chị. Ai để giặt nước giặt kem dòng phản hồi nè. Đó không nghe là tiếng phẹm vô nước giặt thơm quế chắc buồn thùng để dành. Bao cho mấy chị thơm, giặt đồ em bé, người lớn gì ok hết. Auto luôn nha. Em con em từ cái lúc mà dự sinh lẹn giặt tới giờ không hề hóng gì về da luôn. Thơm cực kỳ mà thơm dịu nhị dễ chịu. Nó là thành phần thiên nhiên, không có hóa chất độc hại, an toàn cho da em bé nha. 95.000 can bê thứ hai là mua thử can về giặt đi. Xem em có quảng cáo quá không? Mấy chị thấy không? Em nhập nguyên một cân luôn, mặc 100 mấy chục thùng như thế nào. Đấy, em bé giờ còn hết thôi, chuẩn bị đang chạy. Để gọn cho xong là tốt, em về hàng tốt đi, không có đặt nước giặt nữa, chặt chỗ. Rồi, áo khoác này xe 119.000, màu đỏ có size 40-55kg, khoác đỏ mới chạy 119.000. Khoác màu đậu này size 56-65kg, 119.000. Khoác màu đậu 56-65kg, khoác màu đen còn 40-55kg, nha. Khoác màu đen 40-55kg. Rồi khoác màu hồng còn size 56-65kg mới chị nha. Rồi khoác màu vàng cơ chị Nguyên một lớp nè. Mấy chị lúc nhập em sẽ giữ nhiều lại buổi sau bốc thăm nha. Khoác vàng em đủ size từ 40-65kg. Khoác thanh biển đủ size 40-65kg, 119.000. Ok chị chồng hiền, mấy chị cứ tôi lấy thử một can, mấy chị giặt thử đi. Buổi sau để bạn nhận thôi. Về mở ra thôi là thơm rồi, muốn mua để dành rồi đó. Em chạy hết tháng 10 này em còn ít là vài thùng. Em dọn cho xong, cuối tháng sau là cho xong để em về hàng Tết. Em không có nhập nước giặt nữa. Rồi ai lấy thì còn mơ lên thì em khóc này 119.000. Nè còn theo nắng dậy mấy tặng luôn. Cái này size 40-55kg tặng mới chị 49.000 đi. Áo nắng dài hai lớp với chị, thị trường mấy 200 mấy 300 ngàn. Giờ em tặng cho mấy chị chỉ có nhiêu 49.000. Đấy, còn một cái độc nhất vô nhị luôn á, tặng mới về 49.000 luôn. Mua về mặc, mặc chống nắng là mặc đi đón con cũng được nữa. 49.000 quá rẻ, quá xá rẻ. Đem lên áo tiếp cho bà chọn cho đủ đơn. Chị nào đơn mới cố gắng lựa hai áo giùm em nha. Nguyên thùng 4 can là 300.000. Nhưng mà những chị mà gửi bưu điện á, nguyên một thùng thì 50.000 tiền ship. Nếu mấy chị ok thì mấy chị chốt. Ví dụ mấy chị mua 1 can 95, mấy chị mua 4 lần là nó thành 380. Còn mấy chị mua 1 lần 1 can nó chỉ có 300.000, lợi được 80.000. Nếu mình mua nguyên một thùng nước giặt gợp với đơn đồ 50.000 tiền phí, mấy chị vẫn lợi. Bình thường mua cái đơn đồ không là 25.000 rồi, đúng không? Thêm 25.000 nữa để ship nguyên một thùng nước giặt. Tại vì một thùng nước giặt nó tới gần 15kg lận. Luôn cái thùng, luôn cái can gần 15kg. Phí ship em gửi lúc nào cũng 70-80 ngàn. Mà em lấy mấy chị 50 để hỗ trợ thêm rồi. Đấy, nếu mà những chị nhưng mà trong tỉnh Khánh Hòa thôi nha. Hòa tỉnh thì không có bán nặng lắm. Mua một can là 4 can. Một thùng 4 can là có 50 ngàn tiền ship luôn á. Ok thì trốn nha. Rồi, mít sấy em bán cho mấy chị giá 65 ngàn là nửa ký nè. Mít thái mấy chị giòn ngọt nha. Kỹ cho nó một lần đi nữa. Rồi 65.000 nha. Rồi khô gà 35.000 hai lạng, gom đơn đồ luôn mấy chị. Ai lấy thì chốt. Ai chưa đủ đơn muốn coi gì nói em lên cho mấy chị coi. Có bộ tay dài không? Có bộ tay dài lụa nha. Tay dài bây giờ có tay dài lụa với lại tay dài công thịnh đó, chị muốn coi tay dài gì. Một thùng nước giặt là 300.000. Chị nào mà ở trong tỉnh Khánh Hòa nhưng mà những khu vực mà em gửi bưu điện á, như là Diên Tân nè, Diên Lâm nè, Khánh Vĩnh nè, Cam Ranh, Ninh Hòa, Nha Trang đó, những khu vực đó là gửi bưu điện là phí ship 50.000. Còn những chị mà các khu vực Diên Điền, Diên Đồ á, Diên Khánh đồ á, Diên Điền, Diên Sơn đồ á là đó chắc thế là không bình là shipper đi ship là phí ship như bình thường nha. Rồi đỡ đây nó nói chuyện xong. Một thùng nước giặt cho bên truyền phan ok nè. Có đồ nào nguyên xét không? Đồ nguyên xét không? Đồ nguyên xét rồi. Không.
đầu ớn rồi. Rồi áo nè bè. Rồi mơ thì em màu mang cục 59.000 phơm rộng nha. Đồ nguyên xét. Đồ nguyên xét có lượm như tôi cái chiếc trắng hay nằm đâu. Nhìn đi trước. Rồi, cờ mơ lên giùm em mới chị. Ai lấy cờ mơ giùm em màu mang cục nè. Màu mang cục em thấy chị Tuyết Nhung nha. Lên giùm chân chơi đi con. Màu mang cục nha, 59.000 phơm rộng mới chị, 65-70kg. Màu này màu xanh cốm giùm em mới chị, màu xanh cốm nha. Lấy xanh cốm, chốt xanh cốm giùm em mới chị, 65-70kg màu xanh cốm. Lấy xanh cốm, chốt xanh cốm giùm em là 65-70kg màu xanh cốm. Màu này màu đen. Rồi 59.000, cô tâm khô hàng B 158 nha mấy chị. Cô tâm khô nha, hàng B 158 nè. Rồi màu này xanh đậm. Xanh đậm mấy chị bán cho mấy chị có 59.000 luôn, xanh đậm. Cái này đơn một tôi thấy say sẩm quá. Bán trong line này có mười mấy 20 đơn một sẽ không à. Màu levy mấy chị, màu levy. Rồi 59.000 màu levy. Rồi màu này còn mới đi màu hồng. Đó, chị nào hỏi áo này thì chốt nè, màu hồng. Chị Liên tròn có xanh đậm. Cô về chị lấy một bị 85.000 hay bị 35. Cậu mới có ra giày lấy bị 85 để cho đủ đơn nha chị Nguyệt Phạm. Lấy nửa ký cô về 85.000 nha. Được, tôi bấm chữ ok. Nguyệt Phạm có lê vui. Ok, hỏi cô về chị lấy 35 hay 85. Cô về là 35.000 hai lạng, 85.000 nửa ký. Rồi màu này màu xám. Màu xám mới chị, màu xám. Có cái này mà có màu đỏ. Rồi mới chị. Két này cho mới chị 50 48 cho đến 57kg là đẹp. Ở sau nó có lưng chung này, 48kg nữa luôn. Ở trong nó có quần trong luôn nè. Két này bữa em bán 100 mấy đó. Bây giờ em bán tặng luôn cho mới chị cuối like cho đủ đơn này. 79.000 cái két này. Được chưa? 57kg loại là đẹp nha. Nguyệt Phạm có khô gà. Ok chị, khô gà 35.000. 57kg loại là đẹp. Ở trong có quần trong, phía sau có lưng chung, có dây kéo bên hông luôn. Đó. 48-57kg là men đẹp nhất. 40kg nhìn hơi rộng. Nó có lưng chung ngoài sau. Đó, 48-57kg là men đẹp. 79.000 cái set này. Ha, sale của chị 79.000. Có bữa bán 100 mấy á, bây giờ còn 2 ba set sale 79.000. Cơ chị Tiên Quỳnh nè, còn mấy xét kìa bà. Cái này còn 2 bè xét kìa. Rồi 79.000 mới trời, chị nào hỏi thì chốt cho đủ đơn. Trời chưa bao giờ bé mới bè giá quá rẻ cho bè cuối like cho đủ đơn. Cái này còn 2 bè xét kìa hả. Rồi 79.000, ai lấy xét trắng thì chốt mới trời. Xét trắng 79.000. Lấy cho tôi chữ ngại xanh bơ. Có không? Không. Ngại xanh bơ đâu. Ngại có hồng dưới xém à. Hồi nãy ngại xanh nó coi có còn không. Nãy có xanh ngại thì sao. Đấy lưng của tôi xếp trắng đây nè. Nãy còn cái xếp lưu ở đâu à. Rồi quá trời. Áo này đẹp nè. Tặng luôn 49.000 đi. Cho mươi vải đẹp 55 chứa lại. Rồi mên giùm em 49 nâu 49 đen nè. Giỏi biết rồi mợ. Rồi 49 nâu 49 đen em mới chị. Em có khẩu trang nha mấy chị nha. Chị này chưa đủ đơn lấy khẩu trang cho đủ đơn nè. 59.000 10 bị. Có màu trắng, màu xám, màu xanh nha. Rồi ai lấy cờ mơ lên thì em mới chị. 49 đen 49 49 đen 49 nâu. Cái này quần nem này còn size 70-80kg, chồng chị là 70-80kg rồi chốt sale 25.000. Về mặt nhà cho nó mát, mặt nhà mặt ngủ cho nó mát nha. Không chị không có màu nào khác á, còn cái màu trắng thôi mà. Nãy dây chạy đâu mất rồi trời. Kéo dây chạy rồi thôi. Thấy trời xanh. Rồi ai lấy quần nem, comment em quần nem mấy chị, quần nem. Chị này chưa đủ đơn lên tiếng muốn coi cái gì. Không có chữ ngại màu xanh đâu. Không có chữ ngại màu xanh đâu. Chữ ngại không có màu xanh, màu xanh này có chữ tại sao. Với chữ trầm tính nè. Dây này nó chạy qua Mỹ nè.
Nè, màu xanh là có chữ chữ trầm tính với lại chữ chữ gì? Chữ nãy giờ quên, chữ tại sao. Chứ không có chữ ngại. Lấy chữ này thì chốt. Màu tím nè mấy chị. Có chữ trầm tính màu tím nè. Đó, có chữ trầm tính màu tím. Trầm tính màu. Dạ không nha chị Đặng Bích nha. Quần nem là quần gió đó chị. Nem là quần gió. Quần này mặc sướng lắm. Gió, gió nó co giãn, còn dù nó không co giãn. Còn mấy cái nó tặng 25.000 cho chồng với chị giờ mặc nhè mặc ngủ. Em còn mấy cái cuối cùng. Tặng 25.000 túi có kéo luôn. Lấy đi. Lấy đi, là lấy chữ trầm tính nha, chữ ngại. Ơ quên chữ tại sao, lấy chữ nào. Lấy chữ nào người ơi. Người nói em mới biết đường, em lấy. Ở chị mà. Áo này 62 cứu lại ok luôn đó chị, 62, 65 cứu lại ok. Xanh em 80kg lên trần, ừ. Lấy đi là bà lấy chữ chữ gì. Rồi mới trời, áo này 65 cứu lại nha. Hàng chắc xịn trò luôn, xe mới đều 49.000 luôn. Màu nâu sô-cô-la 49.000. Trầm tính, chốt luôn. Rồi 65 cứu lại mới trời, còn bên em nâu sô-cô-la 49.000 luôn, vải không nỉnh không lấy tiền. Cuối lai em bán nhanh cho mấy chị đủ đơn nè. Màu da nè. Dọn áo này mà không đều không lấy tiền luôn á. Rồi màu da cho em nha mấy chị nha, màu da. Áo mấy chị giá 49.000 luôn. Cái này mặc với quần quần ôm, phối với quần ôm bị bài luôn. Nó còn 42kg hả? Đang lên, đang cục đây. Rồi 40 cho, ừ. Riết 42kg cho mặt riết là ôm ha. Cái này form form rộng rộng, form ngắn mấy chị nha, 40-57kg vàng 49. Cái vàng chốt vàng 49. Mít bao giòn bao ngon, mít nhà em mới chị khỏi lo, giòn ngọt 65.000 nửa ký. Không ngon không lấy tiền cái này luôn, cứ nhận thử ăn, em bán lâu nay rồi, bữa giờ em nghỉ thôi. Bây giờ bắt đầu bán lại tới Tết. Bao ngon cho mấy chị luôn. Thế là cũng chè chưa biết nó biết chắc hay không. Đó, chứ còn trong bình là ngon. Rồi 65.000 nửa ký. Cứ giờ thử về ăn con ngon biết liền. Ngon hay không ăn rồi mới biết. Rồi màu trắng mới trời đẹp biết trời, 49.000. 49.000 chị Mỹ Hạnh ơi, lựa thơm áo cho đủ đơn ơi chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Nguyễn Thanh này mới một áo vô cái khăn mà màu đó không có luôn. Giòn, bao giòn, yên tâm, biết nhà em là giòn, ngọt nha mấy chị nha, yên tâm. Bao giòn, bao ngọt. Còn tôi thử anh, tôi thử cái đầy chữ tôi nữa. Em trắng rồi mấy bè coi. Em trắng mấy bè coi giòn hay không giòn nha. Giòn không? Giòn hay không giòn? Hả? Giòn hay không giòn rồi biết nha. Người em nó rất là, gái em nó thích ăn lắm. À em có lựa, bà muốn coi gì đi. Em theo ý bà cho bà đủ đơn, muốn coi gì. Bây giờ cuối nay rồi. Chị nào muốn coi gì em theo ý mấy chị cho mấy chị đủ đơn nha. Rồi mẻ số 1 49.000 mẻ 1. Cuối lai rồi mình cần cái gì đó em theo ý mình cho mình đủ đơn. Rồi xanh non mấy chị, xanh non này bô riếp kiểu nè, xinh chưa. 40-55kg 49.000 xanh non. Lấy xanh non chút xanh non. Bộ dài theo ý chị em có ha. Em bán hàng siêu em có giữ đơn một mấy chị. Hàng em hàng siêu em không có giữ đơn một nha. Rồi áo rít mấy chị nha, bây giờ hô số nha. Một bị mít với bị khô gà cho bè Liên Trần nè. Cứ ăn thử hàng em đi mấy chị cứ yên tâm nha. Lép vô bị nhớ rút lại nha thôi. Nghe nói không? Không thấy trả lời, biết đang bên bất bình tĩnh. Ừ, mít 65.000 tới luôn nè, tới đâu tới, tới công chuyện luôn. Rồi, số 2 mới chị, dây rút nè, số 2. Hồi nãy giờ đi mua gì tốn tiền rồi, hả? Đánh quá không? 100.000 nhưng mà cái đó. Rồi, số 2 mới chị 49.000. Rồi số E nè, chị này hỏi áo thun 42kg nè. Ừ khô gà nhìn thì yên tâm. Tại vì khô gà loại 1 nó dẻo, nó ngọt thịt, nó không có bột. Ăn nó rất là mềm, không bị cứng, không bị bột như những chỗ khác. Em bán loại 1 không, bây giờ em bán loại 2. Bữa nay em nhập là giá lên, mình vẫn giữ giá như bình thường. Để em bán tới Tết.
đang nhập mới nhập và sáng lại là vé lên đó. Bữa giờ đâu bé mới đứng lại sáng nay à. Rồi mẹ mấy gì? Kim chi có ba. Đây mẹ đây. Nó nói quá bị béo. Rồi mẹ bốn quá trời tặng luôn 49.000. Giờ mẹ nào chưa đủ thì nhanh chóng. Áo rip thì có 40 đến 55 56 khí chốt thoải mái. Mẹ bốn nha. Vậy em bé như là chạy giặt cho mấy bè. Rồi mẹ năm nha. Đang chạy giặt cho bè đủ đơn nè. Mẹ năm mới về lên mẹ năm chốt mẹ năm. 555. Có 49.000 thôi. Rồi mẹ 6 nha. Mẹ 6 mới chị. Có 49.000 thôi mới chị mẹ 6. Rồi mẹ 6 mới chị. Chị Dung nãy có đơn không? Có. Ok chị Dung nè. Rồi mẹ 6. Bé này hỏi hơn 40 kg chốt mấy mẻ này nè cho đủ đơn nè. Rồi mẻ 7 nè, tay dài mà tay bồng là rất là xinh luôn mấy chị nha, 49.000 thôi. Đó. Con này không quá dài cũng không quá ngắn. Rất là đẹp luôn, 49.000 mẻ 7. Ờ cái lần đầu quá. Mẻ 7 mấy chị, mẻ 7. Mẻ 8. Thôi. Đó, kè này hỏi áo 40kg thì 40kg chỉ mặc hàng VIP thì nó mới ôm thôi mấy chị. Mẹ 8. Thấy mẹ 8 chứ, mẹ 8 thì nhìn là mẹ 8. 49.000. Mẹ 9 này cổ nè, phone laptop nè, mẹ 9 á thì 49.000. Chị bận lên có mẹ 7. Cố gắng gom hai áo quá chị, giờ em còn nghỉ không mấy chị, cố gắng gom hai áo giùm em nha. Mẹ 9, mẹ 9, hay mẹ 9, chúc mẹ 9. Ừ. Gì hả, bữa chào chưa? Có gì lát nữa có người gọi chốt rồi nói nha. Giờ để like. Số mấy rồi? Số 9 hả? Rồi số 10 mấy chị, số 10. Lấy số 10, chốt số 10 dùm em mấy chị, số 10. Lấy số 10, chốt em mẹ số 10. Số 10 mấy chị. Chị nào bây giờ mới vô cố gắng lựa cho đủ đơn nha. Rồi 11 kèm màu. 11 xanh nè. Hàng VIP là 40 đến 55 56 kg thoải mái mấy chị. 11 xanh nha, 11 kèm màu. 11 màu xanh. 11 màu trắng. 11 màu trắng nè, 11 màu trắng. 11 màu đỏ. Rồi 11 kèm màu mấy chị nào mới một áo lựa thêm nhìn đi. 11 kèm màu nha. 11 màu đen. Rồi mẻ 11 kèm màu đi mấy chị. Áo sọc có cổ còn. Hồi nãy bẻ thấy tôi kêu mày like cho bẻ xong bẻ đi Mỹ á. Còn. Rồi 11 màu hồng, mình thấy mới nhận đẹp quá mà hỏi tôi vậy. Cái đó còn màu xanh với màu vàng, thật cổ dài á, cái thật cổ ngắn à, cổ dài màu xanh, màu vàng, màu bò gì đó. Rồi 11 màu hồng mới chị, 11 hồng. Cái 11 hồng, chốt 11 hồng giùm em nè. Coi bộ sau lưng đi chị. À đây. Ừ nói chung chị nào có đơn là bên em dồn hết vô mới chị. Dồn hết vô là chốt luôn chứ giữ lại làm gì đâu, ngày hồi trưa tới giờ sáng bây giờ là dùng hết vô á. Rồi màu nâu đậm này em còn sai 57kg lại mấy chị, nâu đậm còn sai 57kg lại. Kim Quỳnh có gì đó, gì đó là màu này gì được đó, còn gì đó. Rồi 57kg lại xem 185.000, hàng này hàng hãng Maxi này giá kem 729.000, xem mới tiệm 185.000. Rồi còn bao nhiêu màu nâu đậm mới chị, chiếc váy này bao đẹp luôn, kêu 185.000. Nâu đậm có size 57kg kìa. Bộ này nó có size lắm đó chị. Màu nâu tây, màu nâu tây cũng còn size 57kg kìa, màu nâu tây. Mấy nâu tây chút nâu tây nè, có size 57kg kìa. Rồi lên áo cổ nè. Áo cổ này 55.000, đó, nhận được rồi đúng không? Rồi mới đem màu bò, cổ màu bò, 55 màu bò mấy chị nha. Hàng len đẹp nha, 55 màu bò.
cái hàng len đẹp mấy chị nha, 55kg lại mấy chị, 55 màu bò, 55 màu đỏ, đỏ này ngắn mấy chị nha, 55 đỏ, đỏ này phân ngắn nha, 55 đỏ, 55 xanh, rồi áo cổ còn 3 màu này thôi bè, đỏ cho hóa lê nè, thôi vậy là cho cục ngắn đi luôn nè, thích ngắn thì cho ngắn. Rồi 55 xanh mới chị, 55 xanh hả, không còn mấy cái cổ cục kia nữa. Giờ vô cố gắng lựa hai áo quá chị. Rồi 55 màu gạch con ngắn nha, cái này mặt cưng lắm, rất len đẹp, 40 đến 55 57 kg ok. Rồi màu gạch mấy chị, màu gạch, màu gạch nha. Rồi màu hồng. Rồi 55 ngàn mấy chị, hàng len đẹp, 55 57 kg lại ok nè. Rồi màu hồng mấy chị, màu hồng, rồi cái này comment xanh ngắn đi, cái này comment xanh ngắn mấy chị, xanh ngắn, cái xanh ngắn, cái xanh ngắn. Rồi áo rít này đẹp nè, em đất mấy chị, 40 đến 55 56 cứ lại này, chốt bô rít nha, thấy đẹp không, đó siêu 49 ngàn. Rồi chị lấy thì chốt, giờ mới vô cố gắng lựa hai áo giùm em mới chị, em đã ráng, đáng lẽ em nghĩ là em ráng cho mấy chị lựa cho đủ đơn mà mấy chị vô thêm người chọn đơn một, thêm người chọn đơn một không, em đã cố gắng em like cho mấy chị chọn cho đủ đơn rồi. Nhà em có dầu gội, sữa tắm, kem body, kem đánh răng, nước rửa tay, dung dịch vệ sinh hả, tẩy trang, rồi sữa tắm, em biết sữa tắm người lớn mấy bà còn cái gì, những món đó em like cho bà chọn cho đủ đơn nha. Chốt một cái là rớt, chốt một cái lấy nó rớt hết, để ráng cho những chị chưa đủ đơn lựa cho đủ đơn mà thêm những chị mới đơn một không à. Quần tâm xám nhạt size nhỏ nhất cho hóa lên cho đủ đơn. Rồi áo tay dài màu ve này xem mấy chị, là 49 ngàn luôn nè, tay dài nè, quá đẹp luôn á, 49 ngàn mấy chị, tay dài màu ve 49k, tay dài màu ve 49 ngàn mấy chị, tay dài màu ve 49k, để em ký ra, để 40kg rồi xe ép nè, nhớ con. Rồi tay dài màu ve mấy chị, em đã cố rồi, còn chị nào không đủ đơn thì giờ sẽ đơn không có tay rồi, để đến tới giờ này rồi. Rồi màu nâu mới chị, màu nâu 49 là lấy nâu chốt nâu, nâu 49 ngàn, lấy nâu chốt nâu nè, hai người, người nào mà cứ người đơn, đơn một áo khóc đi, khóc mềm rồi. Cái này kem cổ tim mới chị, một kem này cổ tim nha, 49 ngàn một kem này cổ tim mới chị, cổ tim 49 ngàn. Trời, điện thoại em còn mấy cái đâu, em chịu 25 ngàn kìa, ai lấy trời điện thoại thì chốt mới chị, 25 ngàn một kìa điện thoại nha, ai lấy trời điện thoại thì chốt nè. Rồi băng vệ sinh hàng Thái nè mới chị, có cho bè gom đơn luôn, 5 gói, 3 gói ban ngày, 2 gói ban đêm, 5 gói em bán tặng cho mới chị 40 ngàn luôn, hàng Thái nha mấy chị nha, hàng này của Thái nha. Gương đó to không, lẽ gì, kính hả, kính hả, kính còn lên lại mẹ kính cho cái bè chốt nè, kính nè, mặt nhỏ như em đeo vẫn ok, kính em đeo là kính 5. Rồi mới chị, 3 gói ban ngày, 2 gói ban đêm, tổng cộng 5 gói 40 ngàn băng vệ sinh hàng Thái. Chị nào đang xài loại này ngon rồi, các em mua để dành xài, em dọn xong em bán hết cái hàng này lên không về nữa, nhưng mấy bạn mua dầu xong xài ok, hỏi biết bữa giờ không có dầu. Rồi ai lấy thì comment em băng vệ sinh cho mấy chị hàng Thái nha. Kính này em đeo là kính 5, 79 ngàn. Rồi kính này là kính 6 mới trời, kính 6 màu tím nha, đó đẹp chưa, tao auto sang chảnh, kính 6 mới trời, 79 ngàn kính 6, nhiều quá đeo à. Rồi kính này kính 7, có 79 ngàn con thôi, kính 7. Tôi like mà tụi chén chưa nó bạc cái son môi, mặt mặt trắng quét càng ngày càng bạc luôn. Rồi kính 8 mới chị, tao đỉnh luôn, bé có 79 ngàn một con thôi, kính 8,
Cái này kính 8 nha. Đó, màu tím. Rồi chị lấy kính thì chốt 79.000 mới chị. 5 6 7 8. Rồi chị lấy kính thì chốt kính nha. 5 6 7 8. Rồi bộ của bè này đơn 1. Rồi bộ dài satin này mới chị bán 49.000. Chị này chỉ đơn 1. Bộ dài satin bán 49.000 mới chị. Này 57 kg loại ok luôn, tay dơ dơ nè. Bộ dài satin nha 49.000. Để chia nhiêu 5 với 2 là 7 nè. 48 cho chị Liên Trần. Thấy không? Ừ. Tụi em về nhắn tin rồi tôi biết đầu hẹn hết rồi đầu đây liền. Vô hỏi đơn rồi mất nữa. Rồi ai lấy thì cho. Cặp lăng của tôi trong này mẫu hồi xưa bây giờ phải chiếm mất rồi. Hèn chi phải đẩy điện lai lăng mà tìm cái ngóng ngóng quần thấy. Là tôi cặp về cho về rồi chốt thì chốt thì đủ hơn nha. Rồi dí thì tìm cặp lăng mà không thấy đâu. Rồi mới chị. Cái sữa tắm hương nước hoa Pháp rồi mới chị. Màu hồng chiết xuất là vitamin E nha, 110.000. Dung dịch vệ sinh lét đầu không này 55.000. Ai lấy dung dịch chốt dung dịch nha. Dung dịch vệ sinh lấy đầu không 55.000, chị lấy thì chốt. Em ở Duyên Khánh Nha Trang Khánh Hòa mới chị. Rồi ai lấy thì comment lên giùm em. Dung dịch vệ sinh 55.000. Sữa tắm 110.000. Đấy, gom đơn cho đủ đơn nha. Hết chị ơi. Gom đơn cho đủ đơn. Áo khoác nem nè. Ok. Để tiếp tục tính. Khóc nem này mới chị, khóc nem có size từ 40 cho đến 67 kg. Xếp nhau đi chào hết rồi. Đi nó đi đó. Rồi, 40 đến 67 kg mới chị, có màu xanh đen với màu đen. Em chốt cho mới chị với giá là 65.000. Khóc gió nha, mua về cho chồng. Cho con. Hàng đẹp nha. Hỏi, nhìn nãy giờ hỏi tiếp em nhìn lên. Rồi, ai lấy comment thì em có chị khóc. Khóc màu xanh đen với màu đen 65.000 khóc nha, chị lấy thì chốt nè. Màu xanh đen với màu đen 65.000 khóc, ai lấy thì chốt. Ai không lấy cũng chốt. Hết giờ là em nghỉ. Rồi, lăn khử mùi là hàng Thái luôn mới chị, 55.000 một cặp 2 chai. Bao thơm luôn, bao xịn sờ. Lăn này ai xài rồi biết cực kỳ thơm. Khóc đen 56kg cho chị Liên Trần nè. 65kg hay là khóc khóc đen 65kg hay 56kg chốt lại đi nhiêu ký rồi quyết định lại lần nữa thì đã bốc lộn 56kg là sai khác này 65kg là sai khác à 56kg hay 65kg lăn khử mùi là 55.000 cặp mấy chị hàng Thái nha rất là thơm luôn 55.000 hai chai luôn cho đủ đơn là 50kg 50kg nha. Sữa tắm 101 chị, sữa tắm 101. Sữa tắm 101, người thị trường đang bán tới 135.000 140 thì phải nha. Ừ, 50kg cho con trai ok. Bè chải răng 5 cái 40. Có bè nào mấy bè đơn 1 không mà không chốt thêm mẻ nữa cho đủ đơn. Em siêu quá rẻ rồi. Đang khử mùi ok chị Tiên Quỳnh nè. Cho mấy người không đủ đơn chốt cho đủ đơn mà mấy người không đủ đơn không chốt, còn mấy người có đơn sẽ chốt không à. Mọi thứ nhẹ làm cái thùng nước giặt à rồi hả ai lấy bọc bàn chải răng thì chốt nha mọi thứ nhẹ này rồi lo ra luôn rồi hàng này xem mới về 65.000 luôn giờ còn màu gì em lai màu đó nha hai mà đầu buồn tóc rối đầu xù tóc rối luôn rồi size này mới chị 52kg đổi về cảm ơn em bộ lửng hồng 65.000 mới chị 52kg đổi về nha bộ lửng hồng 65.000 ở đây lửng hồng chút lửng hồng nè thấy lúc này tôi cũng mua nhiều đúng không ừ nhiều người á vô mua không chịu mua nhiều mua có một cái hai cái kêu gọi chút đơn ít ít mới theo đi sẽ đơn đi khổ tâm vậy á không phải ai cũng như ai người ta vô mua là ta mua được thiệt thì chủ đơn
em mua nhiều, còn mấy bè mua thì từ sáng tới chiều. Thì có hai cái à, tôi gọi chút đơn nó em nói ít quá thôi xẻ đơn hay công tình lựa nằm coi từ sáng đến chiều. Rồi lửng đỏ 52 kg rưỡi về. Chị còn sai nhiêu ký thì chị hoa tulip để em like cho chị chọn luôn cho đủ nè. Còn sai nhiêu ký à, chứ để mất công bây giờ em banh nhiều mấy bí nãy sắp tội nãy giờ cứ xếp rồi xong mở re rồi sắp lại giờ chị còn sai nhiêu ký. Ừ, Tết đã kêu anh Thành ghi tặng lịch cho bè. Anh Thành à, em á, à, ghi danh những thành phần tiêu biểu là anh em anh tự đóng hàng, anh tự tặng lịch à, vô trong đơn hàng cuối cùng. Nên nhiều chị nhận quà bất ngờ á, nhiều chị nhận quà, ủa em tặng quà cho chị hả? Em đâu tặng đâu, giám đốc cũng tặng á. À. Em đâu tặng đâu. Không thấy ai mà mua mà cứ vô được đẹp nhờ khách hàng tiêu biểu là tự động muốn tặng lịch. Rồi 53 cho đến 57 kg nè. Cảm ơn em bộ lửng vàng size XL nè chị. 5B đến 57 kg. 65.000. 5B đến 57 kg nè, 65.000 đó. Size của chị nè. Bộ siêu nhẹ này chắc tao xịn luôn mặt xuống đó mấy chị. Đây. 5B đến 57 kg. Đó, lấy được cảm ơn em lửng vàng XL. Rồi, 5B đến 57 kg nha, lửng hồng XL. Lửng hồng XL mà chị 5B đến 57 kg lửng hồng XL. Ui, cái lửng nó này chị nó tính lên lên nữa khỏi cái lửng. Hay quên nó kêu cái nước mà có cái gì. Rồi, á, hồng XL. Tôi like cục này nó bè không chốt nữa, tôi hờn luôn, tôi tắt like, tôi hờn luôn. Thiệt luôn. Cái đầu lưng không mà. Rồi đỏ XL nè. Đó, XL còn mấy màu này thôi hết rồi. Rồi đỏ XL. Mẹ nó có mấy màu này thôi. Rồi bộ siêu nhẹ này xem mấy chị 65.000. Em đếm cho mấy chị đó giờ này quá lâu rồi. Em like từ 11 giờ trưa mà bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Mấy tiếng bè? 5 tiếng hả? Rồi đó, hết rồi chị. Mấy màu này màu đỏ sai chị. Có màu kem này có sai không? Chị không? À, màu kem này cũng sai của chị nè, có lấy này chốt. Bộ này 65.000 nha. Màu kem này sai bự. Kem này sai hết nha, 58-62 kg. Kem này sai bự. Cái cổ thì 1x, bên cổ thì 2x. Cái kem này sai bự nha. Rồi em nghỉ nha, chị nào có đơn thì bên em chốt đơn. Còn mày nào không có đơn, đơn một rồi bên em sẽ nha. Rồi nghỉ nha mấy chị nha.